Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Chắc là nãy giờ thì mọi người cũng có xem qua một chút video có capture lại các hình ảnh tại thành phố London và thành phố Brighton. Thì chắc là để mở đầu với hôm nay em sẽ xin giới thiệu một chút về cái video này. Thì thật ra là cái chiếc video trên YouTube này thì được anh Tùng Phan là học giả của học bổng toàn phần Chevening và cũng là giám khảo mà cũng có hỗ trợ cho các bạn trong phần là sửa bài SOP cũng như là sửa bài scholarship essay trong thời gian vừa qua. Thì ngoài cái khả năng liên quan đến viết lách thì anh Tùng cũng rất là thích quay chụp, nên là trong thời gian quá trình mà khi mà anh Tùng học ở tại trường đại học Sussex thì có ghi lại cái video này, và cũng mong là qua chiếc video vừa rồi thì mọi người có thể có một cái cảm nhận về London nói riêng, thành phố Brighton cũng như là nước Anh nói chung. Và chắc là cũng không để mất thời gian của mọi người nữa thì IDP sẽ xin phép được bắt đầu buổi hội thảo giúp anh ngày hôm nay ạ. Ở đây thì chắc là sẽ có nhiều các bạn học sinh hơn nên em sẽ xin phép được xưng hô là anh và em để cho gần gũi với các bạn hơn. Còn nếu có các anh chị phụ huynh cũng có tham gia buổi này thì em cũng mong là anh chị có thể thông cảm cho em ạ. Buổi ngày hôm nay thì sẽ rất là phù hợp với những bạn là đã nộp hồ sơ cho các trường rồi, các bạn đã có thư mời hoặc là các bạn trong giai đoạn là đã nộp hồ sơ đang chờ thư mời, và kể cả những bạn là chưa có nộp hồ sơ thì buổi này cũng sẽ có rất là nhiều thông tin hữu ích để cho các bạn có thể là sẵn sàng cho hành trình là hạ cánh nơi Anh vào tháng 9 2023 sắp tới. Và chắc là em xin tự giới thiệu trước, anh là Tuấn Anh đang là trưởng nhóm tư vấn du học Anh Mỹ bên Canada và Ireland tại IDP. Đồng thời đồng hành cùng với anh trong buổi hôm nay thì sẽ có chị Linh Trần. Thì chị Linh hiện tại đang là chuyên viên tư vấn visa và hỗ trợ các dịch vụ du học sinh tại IDP 30 triệu Việt Vương. Và chắc là để bắt đầu buổi ngày hôm nay thì IDP sẽ xin phép được giới thiệu qua một số các thông tin liên quan đến IDP trước ạ. Thì thứ nhất là IDP đã có hơn 25 năm kinh nghiệm tại Việt Nam và 50 năm trên toàn thế giới. Hiện tại thì IDP đang có hơn 100 văn phòng tại 32 quốc gia, và đặc biệt là với thị trường Anh thì IDP rất là tự hào khi có tỷ lệ đậu visa Anh là lên đến trên 98%. Hiện tại thì IDP cũng đang là đối tác của hơn 100 trường cũng như là các cơ sở giáo dục uy tín ở tại Anh, và đặc biệt là dịch vụ tư vấn của IDP thì hoàn toàn miễn phí với các trường mà IDP có làm đối tác. Hiện tại thì IDP cũng đang sở hữu trung tâm tổ chức kỳ thi IELTS số 1 tại Việt Nam, và có rất là nhiều các hình thức thi phù hợp. Ví dụ các bạn có thể là lựa chọn hình thức thi trên giấy hoặc là có thể lựa chọn hình thức thi trên máy. Các địa điểm thi của IDP thì cũng rất là rộng khắp và linh hoạt. Ngoài ra thì hiện tại thì IDP cũng đang có trung tâm Anh ngữ ACET là nơi sẽ trang bị cho bạn các cái kiến thức liên quan đến Anh ngữ học thuật cũng như là các chương trình luyện thi IELTS chất lượng. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên của ACET thì là người nước ngoài và rất là giàu chuyên môn kinh nghiệm. Hiện tại thì trang Hotcourse cũng là một trang thành viên của IDP và cũng là cổng thông tin du học lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Và hy vọng là những cái sự hỗ trợ của IDP thì sẽ giúp cho các bạn là có thể tự tin hơn trong hành trình chinh phục giấc mơ du học Anh của mình ạ. Những hỗ trợ của IDP thì sẽ bao gồm là các bước từ những bước ban đầu khi mà mình lựa chọn trường, các khóa phù hợp cho đến khi là mình cần sự mình cần là chuẩn bị một bộ hồ sơ xin nhập học và bộ hồ sơ xin học bổng. Và thường là giá trị học bổng tại Anh của IDP thì thường hỗ trợ các bạn là hay đạt được là từ 20% cho đến 100%. Sau đó thì IDP cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong phần là hướng dẫn khám sức khỏe này, thực hành phỏng vấn này, hoàn tất hồ sơ visa với tỷ lệ đậu visa là trên 98%, và cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong phần là đặt chỗ ở ký túc xá, vé máy bay. Trước khi mà mình bắt đầu hành trình khi qua bên Anh thì IDP cũng có gửi tặng các bạn chiếc SIM card làm quà trước khi mà mình bay, cũng như là sẽ có buổi hướng dẫn trước khi khởi hành để cho các bạn có thể tự tin hơn về mặt là tâm lý cũng như là hành trang để sẵn sàng du học. Thì hôm nay thì chắc là nội dung chính của mình thì sẽ có 3 nội dung chính thôi. Một nội dung quan trọng nhất chắc là các bạn cũng đang cần phải biết rất là nhiều, đó chính là các bước mà mình cần làm sau khi nhận được thư mời. Thứ hai là thời hạn cuối cùng là mình có thể là xin học bổng của các trường cho kỳ tháng 9 2023. Và mục số 3 thì IDP cũng muốn gửi đến là những cái hỗ trợ hấp dẫn từ phía IDP.
và phần cuối cùng nó sẽ liên quan đến phần hỏi đáp. Nếu các bạn có bất kỳ các câu hỏi nào liên quan đến hành trình du học Anh của mình, các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, hoặc là bạn nào mà tiện mở mic thì có thể mở mic trao đổi, thì sẽ có anh và chị Linh Trần hỗ trợ các bạn là trong phần trả lời các câu hỏi này ạ. Ok. Đầu tiên đúng không ạ? Rất là nhiều bạn đang quan tâm là sau khi em có đọc được offer, là sau khi em có được thư mời thì em sẽ cần phải làm gì. Thì ở đây thì anh có tổng hợp nhanh thôi những cái bước mà mình cần phải làm sau khi mà mình có thư mời. Đây là theo cái standard nhất nhé, còn lại thực tế thì sẽ có những trường hợp mà nó sẽ hơi khác đi một tí, nhưng mà thực tế là các bạn sẽ đều đi qua cái hành trình này. Thì thứ nhất là nếu các bạn là nộp đơn cho các trường và các trường yêu cầu là cần phải nộp đơn xin học bổng riêng ạ, lúc đó thì mình sẽ cần phải submit một cái đơn xin học bổng riêng ngoài cái đơn lúc đầu mà các bạn có nộp hồ sơ để xin offer. Thì sau đó mình sẽ cần phải nộp đơn để có thể là viết đính kèm thêm bài viết luận học bổng, và mình sẽ gửi để xin học bổng của các trường. Và sau khi mà các bạn có được học bổng rồi mà các bạn cũng thấy là mức học bổng đó nó cũng nằm trong ngân sách của mình và mình cũng cảm thấy thích trường đó, thì anh khuyên là nên nhanh chóng chấp nhận thư mời. Lý do là bởi vì các trường tại Anh thì họ đều có cái phần là gọi là cái mức số lượng, hay mình hay hiểu nôm na là một năm thì họ đã phải đăng ký với cục di trú và xuất nhập cảnh của Anh là năm nay chúng tôi sẽ tuyển tối đa là khoảng độ tầm là 1.000 sinh viên quốc tế đi chẳng hạn. Và khi mà họ đã tiệm cận đến mức con số là 1.000 rồi thì lúc đó nếu mà mình cũng muốn theo học tại trường thì cũng không còn có kịp được nữa. Nên là nếu mà các bạn đã nhận học bổng một trường và cũng đã thấy là happy về mức học bổng đó thì anh khuyên là nên chấp nhận thư mời càng sớm càng tốt. Thì mình sẽ tiến hành đến bước tiếp theo là sẽ là đóng đặt cọc. Khi mà mình đóng tiền đặt cọc cho trường thì nó mới là bước để mình có thể là xác nhận chính thức với việc là mình có sẵn sàng đi học tại trường của họ. Tại vì chỉ khi mà mình tiến hành xong bước đóng tiền đặt cọc thì họ mới xác nhận chắc chắn là cái mình hay gọi là cái slot đó, hoặc là các cái vị trí của mình trong khóa học thì sẽ được đảm bảo. Còn nếu trong trường hợp là nếu các bạn cũng đã chấp nhận thư mời rồi và mình chưa đóng tiền đặt cọc thì nó cũng không thể nào đảm bảo được với việc là nếu mà khóa học đó có đầy sinh viên thì người ta sẽ gọi là tiếp tục chấp nhận hồ sơ của mình, mà chỉ đến khi nào mà mình hoàn thành xong việc đặt cọc thì nó mới thể hiện được là mình đã commit với việc học tại trường và họ sẽ giữ cái slot đó trong khóa học cho mình. Tiếp theo là sau khi các bạn đã đóng tiền đặt cọc xong rồi thì các bạn cũng nên nhanh chóng cho phần là đặt nhà ở và ký túc xá, vì mình cũng hình dung được là các cái gọi là xu hướng dịch chuyển sau COVID. Vì với các nước như là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc chẳng hạn thì số lượng các bạn sinh viên quốc tế theo học tại các quốc gia, kể cả các bạn có đi Anh hoặc là đi Mỹ hoặc là đi Úc chẳng hạn, thì số lượng các bạn sinh viên tại hai quốc gia này thì khá là lớn. Và với cái động thái dịch chuyển gọi là về mặt quốc tế gần đây thì với việc Trung Quốc người ta có mở cửa, các bạn cũng dễ dàng, tức là các bạn sinh viên Trung Quốc cũng dễ dàng qua các nước khác hơn, thì đây cũng là một cái động thái để mình có thể là nhanh chóng trong việc là đặt nhà ở hoặc là đặt ký túc xá. Vì nếu không thì số lượng của các bạn sinh viên Ấn Độ và sinh viên Trung Quốc khá là đông thì nó cũng ảnh hưởng đến phần là nếu mình không nhanh thì các bạn cũng sẽ khá là khó trong phần là đặt nhà ở và ký túc xá. Tiếp theo, sau khi mà các bạn đã đặt nhà ở và ký túc xá xong thì các bạn cũng nên xem là nhìn lại cái thư mời của mình, nhìn lại cái offer của mình xem là trong thư mời của mình thì có còn điều kiện nào không. Ví dụ như họ có các bạn là sinh viên năm cuối chẳng hạn thì thường các trường người ta sẽ yêu cầu mình là bổ sung điều kiện của bằng đại học hoặc là bổ sung điều kiện của bảng điểm năm 4. Hoặc là nếu các bạn mà còn đang thiếu điểm tiếng Anh thì trường người ta sẽ ghi thêm một điều kiện nữa là các bạn sẽ cần phải bổ sung điểm IELTS của mình trước ngày bao nhiêu đó. Sau khi mà các bạn đã bổ sung các điều kiện của các trường xong thì mình sẽ cần là mở sổ tiết kiệm. Và sau khi các bạn mở sổ tiết kiệm xong rồi thì bạn cần tiến hành đến các bước tiếp theo như là khám sức khỏe này và làm thủ tục để cấp CAS. Sau khi làm thủ tục để cấp CAS xong thì các bạn có thể là điền đơn visa và luyện phỏng vấn. Sau khi các bạn luyện phỏng vấn xong thì mình có thể là nộp đơn visa và chờ kết quả. Sau khi mà mình đã có kết quả visa rồi thì mình sẽ tiến hành đến việc là làm các thủ tục nhập học trực tuyến và bước cuối cùng sẽ là chuẩn bị bay. Thì đây là toàn bộ các cái hành trình của mình từ lúc mà các bạn nhận được thư mời của trường cho đến khi mà mình sẽ bắt đầu hành trình bay của mình sang Anh ạ. Đây,
Thế thì với việc nộp học bổng ạ, với việc nộp học bổng mình sẽ có những cái lưu ý gì ạ? Thứ nhất là các bạn sẽ cần lưu ý về thời gian nộp học bổng của các trường. Ví dụ như các trường thì người ta sẽ có các thời hạn để đóng đơn học bổng khác nhau, nên các bạn sẽ cần lưu ý xem là thời gian nào học bổng của các trường mình đang quan tâm người ta sẽ đóng đơn. Và bởi vì là mình sẽ cần phải viết luận nên các bạn cũng sẽ cần phải là phân bổ thời gian cũng như là đầu tư chất xám của mình cho các bài luận, nên là mình nên ưu tiên cho những học bổng nào mà đang có deadline gần thì mình sẽ đầu tư thời gian trước và mình sẽ nhanh chóng hoàn thành để có thể là bắt đầu với các cái học bổng của các trường có deadline phía sau. Và thường là yêu cầu cho bài scholarship essay của các trường thì thường có độ dài đâu đó khoảng độ từ tầm là 200 cho đến 300 từ. Có những trường thì sẽ là chỉ có một bài scholarship essay mà thôi. Tuy nhiên cũng có những trường thì người ta sẽ yêu cầu mình viết khoảng từ 2 đến 3 câu cho phần hỏi của họ. Thì nếu mà mình nhân ra đúng không? Nếu mà 2 câu ở đâu đó khoảng độ tầm 400 từ, mà nếu mà 3 câu thì dao động khoảng đâu đó từ 600 cho đến tầm 800 từ, thì nó cũng là một cái độ dài nhất định. Và nếu mà mình nộp khoảng độ tầm 2 3 trường chẳng hạn thì bạn cũng sẽ cần là phân bổ thời gian. Vì với anh thì ở đây sẽ có một số bạn là theo học các chương trình đại học, tuy nhiên thì anh thấy phần lớn các bạn sẽ theo học các chương trình thạc sĩ, và khi mà mình theo học các chương trình thạc sĩ như vậy thì các bạn cũng đang trong độ tuổi là đang là sinh viên năm 4 thì khá là bận rộn với việc là chuẩn bị tốt nghiệp hoặc là các bạn cũng đang đi làm, thì nên là mình cũng nên là nắm rõ được về mặt thời hạn học bổng của các trường để có thể là phân bổ thời gian viết cho nó phù hợp. Và mình sẽ cần tập trung các cái nội dung trong phần bài scholarship essay của mình, bao gồm là các cái thành tích học tập cũng như là công việc. Ngoài ra các bạn cũng sẽ cần thể hiện được nguyện vọng nghề nghiệp cũng như là kế hoạch phát triển bản thân trong tương lai. Và mình cũng nên là có cái tính cá nhân hóa trong đó bằng cách là mình có thể viết về hoàn cảnh tài chính của bản thân hoặc là gia đình. Thế thì anh sẽ có một số các cái bí kíp nho nhỏ thôi cho các bài luận xuất sắc. Thì thứ nhất là đây là 4 cái phần thông tin mà các bạn có thể khai thác đưa vào bài luận của mình. Tuy nhiên là từng hồ sơ của các bạn sẽ có những cái điểm mạnh khác nhau. Ví dụ có những bạn thì sẽ mạnh về thành tích học tập, có những bạn thì sẽ mạnh về các cái thành tựu trong công việc của mình, hoặc là có những bạn thì sẽ rất là mạnh về các cái định hướng công việc trong tương lai, hoặc là có những bạn thì sẽ có rất là nhiều các yếu tố phụ thêm và nó sẽ có thể là đóng góp mang lại giá trị cho trường. Thế nên là với mỗi bạn thì mình nên tìm ra một cái một cái cốt lõi trong bài luận học bổng của mình là mình sẽ tập trung viết theo hướng nào để cho mình có thể là sẽ dễ dàng là thuyết phục được ban tuyển sinh của trường hơn. Với yếu tố đầu tiên là về thành tích học tập thì các bạn sẽ nên nếu nên gọi là khai thác các yếu tố trong hồ sơ của mình. Nếu các bạn có điểm học tập tức là điểm GPA tốt thì mình nên tập trung đi theo hướng là về thành tích học tập này. Và đặc biệt là các bạn nào mà có thêm các cái giải về nghiên cứu khoa học, các bạn đã có những cái bài báo được gọi là đăng trên các trang của trường này hoặc là trên các trang của Việt Nam hoặc là trên các tạp chí của thế giới thì đây sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn để mình có thể là đi theo hướng là về thành tích học tập. Còn nếu các bạn có thêm những giải thưởng khác cho các cuộc thi học thuật, ví dụ về các bạn đại học thì các bạn có thể tham gia rất nhiều các cuộc thi, ví dụ như về khoa học máy tính này, hoặc các cuộc thi về toán hoặc là các cái giải liên quan đến giải ở học sinh giỏi của thành phố hoặc là các học giải học sinh giỏi của quốc gia chẳng hạn, thì các bạn có thể là sử dụng cái cốt lõi của mình đi theo hướng là tập trung là viết theo hướng là mình có thành tích học tập tốt. Còn mình sẽ có những yếu tố phụ thêm nữa, nhưng mà mình cũng nên là xác định xem cái cốt lõi của mình sẽ đi theo hướng nào. Còn với một số bạn, nếu trong trường hợp là điểm học tập của mình nó không quá cạnh tranh thì anh khuyên là mình có thể đi theo các cái kho khác, cái cốt lõi khác trong một bài viết luận xin học bổng. Ví dụ các bạn có thể là tập trung trong việc là mình sẽ viết về các thành tựu trong công việc. Với các bạn là đã tốt nghiệp, đã ra trường đi làm rồi, mình cũng đã có một số năm kinh nghiệm làm việc và cũng có nhiều thành tích trong công việc thì mình sẽ nên khai thác theo hướng đó. Cái này thì sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà đã có những cái dự án làm thành công rồi, hoặc là các bạn đã có những cái sáng tạo trong công việc mà được các line manager tức là các cấp quản lý của mình họ có ghi nhận, hoặc các bạn có những cái giải thưởng xuất sắc trong công việc. Và các bạn cũng nên là đi theo hướng là làm sao mà mình cho họ thấy là mình có năng lực làm việc thực sự. Vì các bạn đi học thì với các bạn thạc sĩ thì nó cũng một phần liên quan một chút đến kinh nghiệm làm việc mà các bạn đã có, thì các bạn có thể là khai thác theo hướng này. Các bạn có thể đi theo hướng là từ công ty chẳng hạn họ cho mình một cái nguồn gọi là resource rất là ít
nhưng mà mình dựa trên năng lực của mình có thể là suy nghĩ ra các cách làm việc khác nhau, mình có thể tận dụng được những cái gọi là nguồn lực sẵn có của công ty mà mình vẫn có thể mang lại cái kết quả làm việc xuất sắc, hoặc có thể mang lại các cái dự án được công ty đánh giá cao, thì nó cũng thể hiện là giống như kiểu là cái câu chuyện from zero to hero, thì nó cũng sẽ dễ dàng là chứng minh được cho trường là bạn này đúng là có cái năng lực gọi là làm việc cũng như là năng lực kiểu có thể là đi từ một con số 0 cho đến lúc mà các bạn ấy có thể là thành công trong công việc của mình. Tiếp theo nữa là bạn có thể là tập trung khai thác theo hướng là về định hướng công việc. Ví dụ nếu các bạn nào mà đang có rất là clear plan trong việc là mình tốt nghiệp ra trường mình sẽ làm các công việc gì, và công việc đó thì nó sẽ có các cái đóng góp rất là lớn với cộng đồng chẳng hạn, hoặc là các bạn cũng có thể là liên kết với việc là vai trò của trường hoặc là vai trò của khóa học sẽ mang lại cái giá trị gì cho kế hoạch học tập của mình, thì đây là yếu tố mà các trường người ta sẽ đánh giá rất là cao. Bởi vì các trường tại Anh thì không chỉ đơn thuần khi mà các bạn theo học và các bạn học tại trường, mà họ cũng muốn nhìn nhận xem là cái khóa học của họ thì nếu mà họ có đầu tư học bổng cho bạn này thì bạn ấy sẽ mang lại giá trị gì cho cá nhân bạn ấy cũng như là cho cộng đồng. Thế nên là anh thấy là cái yếu tố này sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà có cái định hướng công việc mà nó cũng mang tính chất là có thể là gọi là truyền bá được hoặc là truyền tải được các cái thông điệp cũng như là cái ý nghĩa cho cộng đồng. Ví dụ nếu các bạn đang có học theo học các khối ngành liên quan đến y sinh chẳng hạn này, hoặc là các bạn đang theo học các khối ngành liên quan đến giảng dạy và đào tạo, hoặc là bất kỳ các khối ngành nào khác mà các bạn thấy là từ cái vị trí công việc của mình đang dự định làm trong tương lai mà nó có thể đóng góp vào cho cộng đồng, thì mình hãy khai thác theo hướng này và mình cùng thử xem là với cái mong muốn cái định hướng trong tương lai của mình như vậy thì liệu là cái giá trị cốt lõi của cái khóa học này hoặc là vai trò mà trường sẽ giúp mình có thể là đạt được cái mục tiêu về mặt công việc và nghề nghiệp đó là gì, thì đấy là cái yếu tố mà các trường người ta sẽ đánh giá rất là cao trong bài luận xin học bổng. Ngoài ra thì ngoài việc là trường người ta sẽ mang lại gì cho mình thì người ta cũng muốn thử nhìn xem là từ phía của các bạn thì các bạn sẽ mang lại giá trị gì cho trường của họ. Thì ví dụ như là một số các cái idea các bạn có thể đưa vào, ví dụ như là các bạn có thể đóng góp gì cho khóa học này, hoặc là các bạn có thể đóng góp gì được cho trường, hoặc là hỗ trợ các giáo sư trong các nghiên cứu khoa học của họ như thế nào. Và hoặc là các bạn nào mà cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, các bạn có thể rất là năng nổ trong các hoạt động bên ngoài, kể cả trong trường hoặc là ngoài trường từ trước, mà mình có thể tận dụng cái nguồn lực đó để quảng bá cho ngôi trường sắp tới mình theo học chẳng hạn, thì các bạn cần đưa vào trong bài luận của mình. Tuy nhiên là mọi thông tin mình đưa vào nó sẽ mang tính chất là nên là một cái kế hoạch rất rõ ràng, chứ mình không nên nói chung chung là nếu mà được học bổng này thì tôi sẽ đóng góp cho trường của bạn, tôi sẽ quảng bá cho trường của bạn, như thế thì nó khá là chung chung. Họ không biết được là rốt cục là thế thì mình đóng góp, mình quảng bá cho trường thì mình quảng bá như thế nào, qua kênh nào, hoặc là mình sẽ giúp cho trường ra làm sao, thì mọi cái thông tin của mình nên càng cụ thể càng tốt. Và nếu không thì bạn có thể là đưa thêm một cái gọi là idea nữa vào bài luận. Ví dụ nếu mà trong trường cũng có những hoạt động liên quan đến việc là mentor các bạn sinh viên khác chẳng hạn, thì mình cũng có thể là viết theo hướng là mình có thể là tham gia vào các hoạt động gọi là mentor cho bạn sinh viên trong trường. Thì đó là những cái gợi ý mà từ phía IDP có thể mang lại cho các bạn. Tuy nhiên là các em cũng nên là nhìn xem là từ chính hồ sơ của mình hoặc là với cá nhân mình thì mình cũng có thể là khai thác theo hướng nào, hoặc mình có thể là đóng góp cho trường theo những cái khía cạnh nào để mình có thể là khai thác hoặc là đi theo các cái hướng đó. Thì đây là một số các cái do and don'ts cho việc là mình sẽ có một bài luận học một bài luận xin học bổng xuất sắc. Thì thứ nhất là với bài luận xin học bổng thì các bạn sẽ cần thể hiện được là cái năng lực cũng như là cái tố chất của mình, cũng như là làm sao mà mình có thể là truyền cảm hứng được. Vì cuối cùng thì trường người ta cũng muốn nhìn nhận là cái giá trị mà khóa học người ta mang lại. Thì nên là yếu tố truyền cảm hứng cũng là yếu tố mà nhiều trường người ta sẽ cân nhắc khi mà đưa ra quyết định là có cho bạn này học bổng hay không. Thì nên là ngoài cái việc là mình có cái giá trị cho cá nhân mình thì mình cũng nên là upscale nó lên một chút để người ta có thể thấy là khóa của họ thì sẽ mang lại giá trị nhiều hơn với một cá nhân. Và mình cũng nên viết là với các cái quan điểm và giọng văn tích cực, bởi vì là mình đang hướng tới một mục tiêu là sẽ có thể truyền cảm hứng được đúng không? Thì mình cũng nên là viết bằng một giọng văn tích cực một chút. Và đặc biệt là mình sẽ không có nên viết chung chung mà mình sẽ cần có những cái ví dụ đi kèm.
Đấy là lý do vì sao mà anh nói là nhiều bạn là hay mắc cái lỗi là mình sẽ viết khá là chung chung trong phần là mình có thể quảng bá được gì hoặc là mình có thể mang lại giá trị gì cho trường. Thì khi mà các bạn viết khá là chung chung như vậy thì người ta cũng không thấy được rõ là cái kế hoạch của mình cụ thể sẽ làm được cho trường là gì. Thì nên là các bạn sẽ cần viết có luận điểm và nên có các ví dụ đi kèm. Và các cái ý mà mình đưa ra nó sẽ nên là liền mạch và nhất quán. Tức là nếu mà đoạn trên các bạn có tập trung chủ yếu vào việc làm nổi bật cái hoạt động ngoại khóa đúng không? Thì phần bên dưới thì mình cũng khi mà viết về giá trị mà mình có thể mang lại cho trường thì mình cũng nên là gọi là kết nối lại các cái ý mà mình đã viết trước đó. Ví dụ là từ những cái trải nghiệm của mình trong phần là mình có tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hoặc là từ các cái gọi là các cái network có mối quan hệ của mình thì mình có thể tận dụng được gì để có thể giúp cho trường quảng bá được tốt hơn về mặt hình ảnh của trường nói chung cũng như là giá trị của khóa học nói riêng, thì nó cũng sẽ là một cái liền mạch và nhất quán trong xuyên suốt bài luận học bổng của mình. Tiếp theo một số những cái lưu ý mình không nên làm. Thứ nhất là mình sẽ không nên viết dài dòng và lan man. Đấy là lý do vì sao mà anh khuyên ngay từ đầu là các bạn sẽ nên là nhìn nhận hồ sơ của mình xem mình có những cái lợi thế như thế nào trong hồ sơ để mình có thể tập trung khai thác theo theo cái khía cạnh ở góc độ đó thì cũng sẽ giúp cho các bạn là sẽ có tính tập trung hơn và cũng sẽ dễ gọi là tránh được các cái bẫy trong phần là mình sẽ viết khá là dài dòng và lan man. Mình cũng không nên mang tính chất là phô trương quá. Mọi cái phần của mình ạ, thì thường nếu mà khi các bạn viết học bổng thì người ta hay nói là show not tell. Các bạn sẽ nên là show cho trường thấy mình có giá trị gì thay vì việc là mình sẽ kể lể. Nên là cách viết của mình ạ, là mình có thể là cá nhân hóa một chút. Các bạn có thể là viết về một cái câu chuyện nào đó của mình đã từng có trong quá khứ và mình sẽ không thay vì việc là mình nói thẳng. Hoặc là các bạn có thể viết theo dạng là thay vì mình không có nói thẳng là mình có kỹ năng lãnh đạo mà các bạn có thể kể một câu chuyện cũ trước đây mình đã tham gia một hoạt động nào đó của trường và mình ở vị trí là leader của nhóm đó chẳng hạn và nhóm đã gặp rất là nhiều các cái khó khăn trong quá trình tham gia các một cái dự án nào đó và từ phía mình là mình đã giúp guide các bạn, mình đã bắt đầu là phân chia các công việc trong nhóm, mình đã guide các bạn là vượt qua những khó khăn đó như thế nào. Thì nó sẽ là một cái minh chứng rõ ràng hơn của việc là show not tell, tức là mình đang show cho trường thấy là mình có khả năng lãnh đạo thay vì việc là mình nói với trường là tôi có khả năng lãnh đạo, thì nó sẽ là một cách nó khéo léo hơn. Ngoài ra mình cũng nên là viết một cách là bằng cái ngôn từ đơn giản nhất có thể, không nên viết văn văn hoa hoặc là bóng bẩy quá, bởi vì đây là một bài luận xin học bổng. Mục đích của trường là mình có thể là mục đích của bài luận này là mình có thể thuyết phục được trường. Đây không phải là một cái bài theo kiểu là IELTS writing test 2 đúng không? Nên mình sẽ không nhất thiết là mình phải viết cái câu từ nó sẽ rất là đau to búa lớn. Mình sẽ nên viết một cách là đơn giản nhất có thể và làm sao để thuyết phục được trường thôi. Mình cũng tránh cho việc là sử dụng các ngôn ngữ nó quá sáo rỗng và dập khuôn và đặc biệt là tránh trong phần là đạo văn vì đây cũng là một cái điều tối kỵ khi mà các bạn học tại Anh thì người ta hoàn toàn có thể là dựa vào các cái phần mềm gọi là Turnitin hoặc là các phần mềm tương tự để các trường người ta có thể check được là bài luận của mình là có đạo văn hay không. Nên là các bạn cũng nên tránh trong phần là mình có tham khảo hoặc là có gọi là đọc qua các bài luận là xin học bổng trước đây. Thì đấy là một cái bẫy rất lớn trong việc là người ta sẽ có thể thấy là cái bài luận này thì nó không thực sự là đến từ cái khả năng hoặc là cái kỹ năng viết của mình. Rồi, thế thì sau khi mà các bạn đã nộp đơn xin học bổng xong và nếu các bạn đã nhận được offer học bổng của trường rồi thì anh khuyên các bạn là nên ngay lập tức tiến hành đến bước tiếp theo đó là chấp nhận thư mời của trường. Thì để chấp nhận thư mời của trường thì thường sẽ là có các hình thức. Thứ nhất là nếu trong trường hợp là bây giờ thì họ đang phổ biến về cách thứ hai hơn là các bạn sẽ nhấn nút accept trên hệ thống của trường. Còn có một số ít trường thì người ta vẫn có hình thức là mình sẽ cần phải ký đơn đồng ý và gửi qua email. Thì tùy từng trường để các anh chị tư vấn ở IDP sẽ hỗ trợ cũng như là hướng dẫn cho các bạn sẽ mình sẽ chấp nhận thư mời của trường bằng hình thức nào. Có thể là qua hình thức ký form và mình sẽ gửi email. Hoặc có thể mình sẽ có thể là đăng nhập vào hệ thống của trường và nhấn nút accept của trường là xong. Còn sau khi mà mình đã thực hiện một trong hai bước trên thì mình sẽ tiến hành là bước cuối cùng là mình sẽ tiến hành là đóng đặt cọc học phí cho trường và các bạn cũng yên tâm là phần đặt cọc học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phía sau và mình sẽ đóng cho trường chứ trường cũng không có giữ phần đặt cọc học phí này đâu.
Và các bạn cần lưu ý về cái phần là thời hạn đóng tiền đặt cọc cho trường. Vì một số bạn mà khi mà mình cũng là xin học bổng của trường á, mà mình cũng phải muốn là chờ đến lúc nào mà có kết quả học bổng thì mình mới là tiến hành đóng đặt cọc. Thì các bạn cũng nên là nhìn xem là cái hạn đóng đặt cọc của mình là ngày nào. Nếu mà trong trường hợp là nó có sau thời điểm mà trường ra học bổng thì là tốt rồi đúng không? Mình cũng sẽ không cần quá lo lắng. Tuy nhiên nếu trong trường hợp các bạn thấy là trên thư mời ạ, họ có ghi là cái thời hạn đóng tiền đặt cọc mà diễn ra trước cái thời điểm mà mình nhận được kết quả học bổng thì các bạn có thể là alert lại hoặc là các bạn có thể là nhắn lại với anh chị tư vấn ở IDP. Thì các anh chị tư vấn có thể hỗ trợ các bạn trong phần là liên hệ lại với trường để xin trường là extend, tức là kéo dài thêm cái thời hạn mà mình có thể đóng tiền đặt cọc. Thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn là nếu mà các bạn cũng phụ thuộc vào yếu tố là mình phải có học bổng thì mình mới có thể là mình đi du học được ạ. Thì đấy cũng là cái yếu tố then chốt đúng không? Thì mình cũng nên là trao đổi lại với trường để xem họ có thể linh hoạt cho mình là kéo dài cái thời hạn đóng tiền đặt cọc đến đâu. Và mình cũng sẽ dễ dàng trong phần là định hướng với việc là nếu mà trường A không đồng ý chẳng hạn thì mình cũng có những phương án dự phòng cho các trường là B hoặc C ạ. Để có thể đóng tiền đặt cọc cho trường thì mình có thể là thực hiện qua các hình thức. Thứ nhất là qua thẻ thanh toán quốc tế. Thì với hình thức qua thẻ thanh toán quốc tế thì thường là có cái mức chi phí nó khá là lớn. Vì thường là ngoài cái phí liên quan đến gọi là chuyển đổi ngoại tệ đúng không? Thì thường các ngân hàng người ta cũng sẽ có những phụ phí liên quan đến việc là mình thanh toán qua các trang quốc tế hoặc là mình sẽ cần phải trả cái phí của thẻ chẳng hạn thì nó cũng có thể là khá là đắt cho mỗi cái giao dịch của mình, hoặc là mình có thể là qua hình thức ngân hàng truyền thống. Và nếu qua các hình thức ngân hàng truyền thống thì các bạn cũng sẽ nên là mang khá là nhiều các cái giấy tờ, ví dụ là từ hộ chiếu của mình này, thư mời này, hoặc là từ các cái hóa đơn của trường mình sẽ cần phải mang theo, và mình cũng sẽ khá là tốn liên quan đến thời gian cũng như là mình phải tổng hợp các cái gọi là yêu cầu về mặt giấy tờ mà ngân hàng họ có yêu cầu mình phải cung cấp, và mình cũng sẽ mất thời gian trong việc là phải ra trực tiếp ngân hàng để mình có thể làm các cái thủ tục này. Còn nếu không thì bạn có thể sử dụng cái phương án thứ ba là các bạn có thể là sử dụng các hình thức chuyển tiền đặt cọc qua các đơn vị chuyển tiền hiện tại đang rất là phổ biến tại Việt Nam. Ví dụ như là nếu mà trước đây các bạn có ra ngân hàng đúng không, thì mình hay thấy cái biểu tượng được gọi là trước đây là gì nhỉ? Trước đây là bây giờ là Canberra, trước đây nó là chị Linh ơi, tên gọi trước đây của Canberra Western là gì chị nhỉ? Union phải không? Đúng rồi, trước đây nếu mà các bạn ra ngân hàng thì hay thấy là biểu tượng là Western Union. Thì bây giờ nó đã đổi tên thành Canberra, hoặc là các bạn có thể chuyển tiền qua đơn vị đối tác khác như là Flywire hoặc là Cohort Go. Đó, thì nếu các bạn chuyển tiền qua cái hình thức như vậy thì cũng sẽ có rất nhiều các cái ưu đãi, cũng như là trong phần là mình sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục hơn. Mình có thể là chuyển tiền ngay qua trên app điện thoại của mình mà cũng sẽ không có tốn công tốn sức cho mình trong việc là phải đi tổng hợp các giấy tờ hoặc là mình sẽ phải ra trực tiếp ngân hàng. Còn chi tiết trong phần là mình có thể thực hiện các phần là chuyển tiền qua các đơn vị đối tác như vậy thì sẽ có chị Linh Trần. Chị Linh hiện tại đang là chuyên viên tư vấn về mặt visa cũng như hỗ trợ các bạn trong những dịch vụ du học sinh, nên là em sẽ có thể là nhường lời lại cho chị Linh thì chị Linh có thể là chia sẻ cho các bạn trong phần là chuyển tiền qua các đơn vị đối tác thì sẽ như nào chị nhé. Cảm ơn Tuấn Anh. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Chị là chị Linh, như Tuấn Anh có giới thiệu là hiện tại chị đang là chuyên viên tư vấn visa tại IDP. Xin được tiếp nối phần chia sẻ của bạn Tuấn Anh để trao đổi cùng với các em về một số bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền học phí quốc tế và cũng là đối tác của các trường đại học bên Anh. Thì các cái bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền học phí quốc tế này có tên là Cohort Go, hay còn được biết đến là Flywire, và một tổ chức nữa có tên là Convera, và trước đây tiền thân trước đây của nó là Western Union. Thì để việc thanh toán học phí của các bạn học sinh được tiện lợi hơn thì IDP có hợp tác với các tổ chức này. Thì Cohort Go hay còn gọi là Flywire hiện tại có tài khoản Việt Nam đồng tại hai ngân hàng ủy quyền là VIB và VP Bank tại Việt Nam. Thì vì vậy cho phép các bạn sinh viên có thể chuyển tiền nội địa bằng Việt Nam đồng với tỷ giá tốt, thủ tục nhanh chóng, đơn giản và không mất phí như chuyển tiền quốc tế. Cụ thể là bằng hình thức chuyển tiền như là qua thẻ hoặc là qua ngân hàng, như anh Tuấn Anh có vừa phân tích hai cái lựa chọn phía trên cho các em á.
Đấy. Thì đây là những cái slide này nó là tổng hợp những cái thông tin tóm tắt để các em có thể hình dung được là nếu mình lựa chọn cái bên dịch vụ chuyển tiền quốc tế này, cụ thể là CohortGo, Flywire hoặc Convera, thì mình có được những cái lợi ích gì, những cái thuận lợi gì rất là tiện ích khi mà mình chuyển tiền học phí sang bên trường. Có thể là bước một là có thể mình đóng tiền đặt cọc sang bên trường này, một phần ví dụ có trường yêu cầu 2.000 bảng, 3.000 bảng, 5.000 bảng, rồi sau khi đóng đặt cọc cho trường thì mình đến bước tiếp theo là đóng phần học phí của các kỳ học nhập học tiếp theo liên tục như vậy. Thì mỗi một lần đóng như vậy các em chỉ cần liên hệ lại với IDP để các anh chị có thể hướng dẫn em tiếp, tạo ra hóa đơn để các em có thể chuyển tiền sang bên trường rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Thao tác là mình chỉ ngồi tại nhà và mình chuyển, gọi là internet banking, tức là mình chuyển khoản cho một cái tài khoản dựa trên cái hóa đơn mà CohortGo hoặc Flywire người ta xuất ra cho mình, thì mình chuyển nó rất là nhanh. Các em không cần phải đi ra ngân hàng, phải mang theo rất là nhiều tiền mặt, hoặc có thể là trong tài khoản lại chuyển tiền ngược sang ngân hàng để người ta chuyển cho các em. Đấy, các thao tác đó là thao tác truyền thống mà nó khá là phức tạp, rườm rà và tỷ giá cũng lại cao nữa. Thì hiện tại nó có một cái hình thức này nó rất là tốt. Lợi ích rất là nhiều mặt cho mình, và hơn nữa nó rất là thuận tiện. Thì chị thấy đây là một cái lựa chọn rất là phù hợp cho tất cả các bạn du học sinh tại thời điểm điểm này. Đó thì trên cái slide này nó cũng tổng hợp tất cả các thông tin mà chị cũng vừa trao đổi với mọi người rồi, cho chị sang cái slide tiếp theo. À đây Tuấn Anh, phần này Tuấn Anh lại chia sẻ giúp chị tiếp Ở về phần này thì anh có thể chia sẻ với các bạn một chút nhé, trong phần liên quan đến bước tiếp theo là mình sẽ cần phải tiến hành là đặt nhà ở hoặc là đặt ở trong ký túc xá. Thì với các bạn nào mà các bạn là trên 18 tuổi rồi thì mình có thể lựa chọn là hai hình thức ở, mình có thể là đặt nhà ở bên ngoài hoặc là các bạn có thể là đặt ở trong ký túc xá của trường. Và với các bạn sinh viên quốc tế thì các trường họ đều có một cái ưu tiên, đó là mình sẽ được đảm bảo là sẽ có một chỗ ở trong ký túc xá của trường với năm đầu tiên. Ví dụ như các bạn học thạc sĩ, các bạn học một năm thì đấy là cái ưu tiên rất rõ rồi, là bạn sẽ được ở nguyên năm đó. Còn là các bạn học các chương trình đại học thì họ sẽ đảm bảo là mình sẽ được chắc chắn là sẽ có phòng ở cho năm đầu tiên. Còn từ năm thứ hai trở đi thì họ sẽ không có đảm bảo. Thì các trường người ta vẫn có cái gọi là ưu tiên hơn cho các bạn sinh viên năm đầu. Khi mà các bạn mới chân ướt chân ráo qua thì các bạn có thể là sẽ được ở trong ngay ký túc xá của trường cho nó thuận tiện. Còn từ năm 2 khi mà các bạn đã quen đường xá rồi, quen đi lại rồi, các bạn cũng đã gọi là gọi là chững chạc hơn một chút rồi, các bạn có thể là tự gọi là deal với các bên đặt nhà ở bên ngoài rồi thì các bạn có thể là thuê ở nhà riêng được. Còn nếu không thì các bạn có thể là tiếp tục ở trong ký túc xá của trường. Và lúc đó thì sẽ phù hợp, tức là nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố là trường người ta còn chỗ ở hay không. Nếu lúc đó họ vẫn còn chỗ thì người ta vẫn có thể sắp xếp cho mình ở vào năm thứ hai trở đi. Còn thường họ sẽ ưu tiên cho bạn sinh viên năm nhất. Và các cái loại phòng của mình thì mình có thể chọn là loại phòng share, tức là mình sẽ có thể ở chung với một bạn khác. Ví dụ nó cũng có những hình thức là mình sẽ có là hai giường đơn, hoặc cũng có thể là mình sẽ là ngủ chung giường. Hoặc nếu không thì các bạn có thể là chọn hình thức là ở theo dạng là mình sẽ vẫn có phòng ngủ riêng, mình vẫn có gọi là giường riêng, nhưng mình sẽ cần phải là share các cái khu như là phòng tắm này, hoặc là phòng vệ sinh này, hoặc là liên quan đến khu bếp đó, hoặc là phòng khách thì mình sẽ share như vậy. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn hình thức là ở en suite, tức là nó sẽ bao gồm nhà vệ sinh rồi. Các bạn sẽ có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng và mình sẽ chỉ share khu vực là bếp và khu vực là phòng khách mà thôi. Còn nếu các bạn thường là các bạn nếu mà đi học, anh thấy các bạn học master nhiều hơn là các bạn cũng đã kiếm được thu nhập của mình rồi và các bạn cũng muốn ở thoải mái một chút thì các bạn có thể ở theo dạng là các căn studio. Thì với các căn này thì nó sẽ bao gồm tất tần tật luôn và mình sẽ không có share với ai cả. Các bạn sẽ có khu bếp riêng, các bạn cũng sẽ có khu phòng vệ sinh, phòng tắm rồi phòng khách riêng luôn. Thì nó là những cái căn nhỏ nhỏ cũng như là các cái chung cư mini tại Việt Nam thôi. Đó, thì sẽ khá là phù hợp với những bạn nào mà cần là một căn mà một ngủ này, rồi cũng có phòng vệ sinh riêng, rồi khu bếp riêng mà cũng không cần phải share với ai. Đó, thì sẽ có khá nhiều các loại phòng mà mình có thể cân nhắc lựa chọn. Và nếu các bạn ở trong ký túc xá cho mình ở trong ký túc xá của trường ạ, là mình sẽ cần phải nộp đơn cho trường
mình sẽ đưa cho trường các cái thông tin liên quan đến loại phòng mình muốn ở, và mình chọn trước các cái loại phòng có các cái giá phù hợp với bản thân mình. Sau đó mình sẽ cần sắp xếp các thứ tự ưu tiên của mình. Thông thường nhất thì các trường người ta sẽ hay cho mình chọn là khoảng từ 3 đến 5 cái loại hình nhà ở, hoặc là 3 đến 5 căn phòng mà mình muốn ở, hoặc là có những trường người ta có thể cho nhiều hơn, lên đến khoảng từ 5 đến 10. Thì người ta cứ sắp người ta sẽ dựa trên các cái ưu tiên của mình để người ta sẽ phân cho mình các cái phòng cho nó phù hợp. Ví dụ nếu trong trường hợp em đặt cái lựa chọn căn A là số 1 chẳng hạn, tuy nhiên cái căn A đấy người ta đã hết chỗ mất rồi và người ta không còn có thể sắp xếp được căn A nữa, thì người ta sẽ move xuống cái lựa chọn số 2 của em là căn B. Thì người ta cứ move dần dần xuống như vậy, và để cho mình là dễ dàng có được cái căn phòng mình ưng ý là căn phòng A là lựa chọn số 1 chẳng hạn, thì mình nên đặt nhà ở hoặc là nên đặt ở ký túc xá càng sớm càng tốt. Và sau khi mà mình đã nộp hồ sơ cho trường xong, mình nộp đơn cho trường xong, thì trường người ta sẽ gửi lại cái xác nhận loại phòng. Nó sẽ bao gồm là thông tin phòng này, thời hạn của hợp đồng này, cái chi phí của trường, cũng như là cái hạn mà mình cần phải thanh toán. Và sau khi mà mình đã có thông tin như vậy xong thì mình sẽ tiến hành đến bước tiếp theo là đóng tiền đặt cọc cho ký túc xá của trường. Ở bước này thì nó cũng sẽ khá là khác tùy từng trường. Đa phần nhất là các trường sẽ yêu cầu là đóng tiền đặt cọc, còn một số ít trường người ta sẽ vẫn có thể là không cần các bạn là đóng tiền đặt cọc. Và trước lúc mà các bạn là nhập học tại trường này, hoặc là sau cái kỳ học đầu tiên, thì mình sẽ có thể đóng đặt mình sẽ có thể là trả cái phí ký túc xá cho trường sau được. Đó. Thì chi tiết của mỗi trường thì các anh chị tư vấn ở IDP sẽ hỗ trợ cho các bạn xem là với trường này thì các cái bước mình sẽ cần thực hiện như thế nào, và trường này thì sẽ đóng đặt cọc tại thời điểm nào, thì các anh chị cũng sẽ tư vấn rất là rõ cho các bạn. Nếu không ạ thì đây là hình thức ở nếu các bạn ở trong ký túc xá của trường nhé, còn nếu không thì các bạn có thể là ở bên ngoài trường được. Thì với các bạn là từ 18 tuổi trở lên là mình có thể là ở bên ngoài trường được rồi. Và với việc là mình sẽ ở bên ngoài trường thì hiện tại thì IDP đang có làm việc với một đơn vị đối tác được gọi là Uni Lodger, và đây sẽ là đơn vị mà sẽ cung cấp các hình thức nhà ở cho các bạn và rất là phù hợp với các bạn học từ bậc đại học trở lên. Các bạn đã đủ 18 tuổi rồi thì bạn có thể là linh hoạt lựa chọn chỗ ở cho mình, thì sẽ có rất nhiều phương án nhà ở tùy vào ngân sách cũng như là cái loại hình nhà ở mà các bạn mong muốn ạ. Thì chắc là trước khi đi đến phần là chi tiết hơn về dịch vụ liên quan đến hỗ trợ về phần nhà ở của IDP, thì anh sẽ chia sẻ một chút liên quan đến các cái khó khăn trong việc mà làm mình tìm nhà ở, để mình cũng có thể là sắp xếp từ sớm trong phần là mình sẽ đi tìm nhà để cái kỳ tháng 9 này này, thì cũng được dự đoán là cái kỳ mà sẽ có nhiều các bạn sinh viên quốc tế sang Anh học, nên là cái việc cháy nhà, thì tức là cháy nhà đây là trong ngoặc kép nhá. Không phải là cháy nhà theo kiểu lửa bùng 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 đâu, mà cháy nhà trong việc là mình sẽ không có tìm được nhà như mình mong muốn. Thì những cái mà anh tổng hợp được ở đây này là những cái khó khăn mà anh đã có nhìn nhận được từ kỳ tháng 9 2022 vừa rồi, khi mà sau Covid rất là nhiều bạn đã quay trở lại đi học, thì rất là nhiều bạn đã phải trải qua cái tình huống là gặp khó khăn khi tìm nhà, khi mà các bạn đã không activate, tức là khi mình đã không bắt đầu việc tìm nhà sớm, thì thứ nhất là các bạn đã không tìm được nhà gần trường. Đó, ví dụ như là bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 này này là rất nhiều bạn là đã bắt đầu dục dịch tìm nhà rồi. Thậm chí là những các bạn đang ở trong ký túc xá của trường chẳng hạn, thì họ cũng muốn là họ muốn chuyển ra ngoài. Bởi vì thường ở trong ký túc xá của trường ạ, thì cái chi phí nó sẽ mắc hơn. Thế nên là khi mà các bạn đi chuyển ra ngoài thì nó cũng vô hình chung là làm cho cái nhu cầu về mặt nhà ở nó tăng cao. Nên là khi mà mình đặt nhà ở khá là muộn, ví dụ vào tầm khoảng tháng 6, tháng 7 chẳng hạn, thì lúc đó gần như là các bạn sẽ rất là khó để có thể tìm được những căn nhà gần trường, hoặc là các bạn sẽ rơi vào cái tình huống là cái giá nhà nó quá cao. Ví dụ như các bạn đặt từ tháng 3, tháng 4 chẳng hạn, thì nó có thể là đâu đó khoảng độ tầm 150 bảng trong một tuần thôi. Nhưng nếu các bạn là đặt vào khá là sát cái thời gian mình đi học, đâu đó khoảng tháng 7 chẳng hạn, thì nó có thể lên đến đâu đó khoảng độ tầm 200 hoặc thậm chí là 300 bảng trong một tuần cũng có. Hoặc nó có thể rơi vào cái tình huống là khi mà mình đang vào cái thế mình đang rất là gọi là hơi bị động một tí, thì mình sẽ kiểu rất là nôn nóng, và nhiều khi là các cái quyết định của mình nó sẽ đưa ra nó không có quá là được chính xác, hoặc là mình không gọi là thực sự tỉnh táo tại thời điểm đấy, nên rất là nhiều bạn bị rơi vào tình huống là cái căn nhà đấy nó không có chính chủ, hoặc là nó liên quan đến mức độ an toàn của căn nhà, tức là mức độ gọi là uy tín của căn nhà đó. Ví dụ là căn nhà đấy nó không có thực sự tồn tại,
Tức người ta cứ lấy địa điểm, lấy cái địa điểm đó người ta đăng lên trên các trang tìm nhà, nhưng thực tế khi mà mình đó thì căn nhà đó không có tồn tại, hoặc là về mặt cái tình trạng của nhà thì nó không đúng như người ta quảng cáo. Ví dụ theo kiểu là nếu mình đi mua iPhone bây giờ đúng không, mình mua iPhone cũ các bạn hay thấy là kiểu tình trạng là độ khoảng 98% chẳng hạn đó, người ta hay quảng cáo như thế đi. Đến lúc mà khi các bạn nhận được cái căn nhà đó hoặc khi các bạn nhận được chiếc iPhone đó thì tình trạng nó chỉ có đâu đó khoảng độ tầm 80% thôi, tức là đã là khá là gọi là cũ hơn so với những gì người ta quảng cáo rồi. Hoặc là về mặt chi phí khi mà họ đăng lên, họ chi phí họ tức là họ đăng một mức chi phí, nhưng đến khi mà mình làm việc trực tiếp thì người ta đã bắt đầu là phát sinh thêm các cái chi phí khác như kiểu là các cái phụ phí chẳng hạn, thì nên là mình cũng sẽ cần khá là chắc chắn khi mà các bạn thuê nhà ở bên ngoài thì các yếu tố liên quan đến phụ phí này, hoặc là mình sẽ cần check rất là kỹ những yếu tố liên quan đến hợp đồng để xem là có những cái điều khoản nào mà nó hơi bất lợi cho mình hay không, thì các bạn sẽ cần đặc biệt lưu ý. Đấy, về phần là chất lượng của nhà anh cũng có chia sẻ rồi, là nhiều khi là mình cũng đang trong tâm thế hơi vội thì mình sẽ rất dễ dàng đưa ra các quyết định mà nó sẽ chưa thực sự là chính xác tại thời điểm đó, có thể là chất lượng nhà nó không có được hài lòng khi mà mình thực sự qua bên đó mình ở, thì lúc đấy thì nó lại không có đúng những gì mà người ta quảng cáo. Hoặc là thậm chí nhá, có những tình huống là anh đã có những bạn học sinh là tìm nhà muộn vào độ khoảng tháng 7, tháng 8 mới đi tìm nhà, và lúc đó thực sự là không còn một lựa chọn nhà ở nào nữa, và các bạn ấy đã phải lựa chọn theo hình thức là ở trong dịch vụ là Airbnb, hoặc là bạn ấy đành phải làm ở trong khách sạn, hoặc là đành phải ở tạm một thời gian đầu là ở nhờ nhà các bạn khác, kiểu là sẽ trải tấm thảm ở bên dưới giường trong phòng của bạn đấy, hoặc là nếu mà cái phòng ở cái giường đấy nó cũng đủ rộng thì bạn thì có thể là cho mình là ngủ chung giường được. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái bất cập nhất định trong quá trình mà mình sinh hoạt ở bên kia, với việc là mình đi học mình đã phải xa gia đình rồi đúng không, mình tự lập rồi, và những cái yếu tố đó nó có ảnh hưởng đến cái phần sinh hoạt, thì vô hình chung về mặt tâm lý của mình trong phần là học tập nó cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nên là để tránh những cái yếu tố đó nó xảy ra với trường hợp của mình thì anh khuyên là các bạn nên tìm nhà càng sớm càng tốt, để giúp cho mình là đỡ rơi vào cái tình huống như vậy, và để có thể hỗ trợ cho các bạn là dễ dàng tìm được nhà hơn, tránh những cái rủi ro trong phần là liên quan đến việc là họ có lừa đảo này, họ có scam tiền nhà của mình này, hoặc là liên quan đến các cái phụ phí mà nó sẽ không có được gọi là công khai và minh bạch trong trên các trang tìm nhà, hoặc là ảnh hưởng đến các yếu tố gọi là hơi bẫy về mặt là ràng buộc hợp đồng. Thì IDP đã có một cái dịch vụ hỗ trợ, đó chính là qua đơn vị đối tác cung cấp nhà ở được gọi là UniLodger, và sau đây thì chị Linh sẽ có thể là chia sẻ với các bạn là chi tiết hơn về các cái dịch vụ tìm nhà ở này của IDP ạ. Chào các em. Quay lại với cái thông tin này thì cũng như lúc nãy anh Tuấn Anh có chia sẻ, đối với các bạn học sinh sinh viên mà đã từ 18 tuổi trở lên thì các em rất là thoải mái trong cái việc lựa chọn cái hình thức nhà ở cho mình. Một là các em có thể chọn ở trong khuôn viên ký túc xá của nhà trường. Hai là các em có thể lựa chọn ở bên ngoài. Thì đối với hình thức mà ở bên ngoài thì hiện tại IDP cũng đang hợp tác với một đơn vị có tên là UniLodger, là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì cái đơn vị cung cấp này họ có rất là nhiều đối tác, làm việc rất với rất nhiều các trường đại học. Ở đây là làm việc với 1.500 trường đại học ở khắp nơi, và ở trên rất nhiều đất nước trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có ở nước Anh. Cụ thể là có ở cả Mỹ cũng có, ở Ireland, Canada, Úc, New Zealand. Họ cũng có các cái mạng lưới để chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở cho sinh viên trên toàn cầu, và số lượng phòng thì cũng rất là đa dạng, là trên 1,5 triệu phòng cho các bạn sinh viên, rất là nhiều hình thức và nhiều mức giá ở nhiều cái location, cái nhiều cái địa điểm khác nhau, để các em tùy vào cái nơi mà trường học của các em nằm ở đâu thì mình sẽ tìm cho cái mạng lưới của họ để tìm ra được cái phòng phù hợp với cái tiêu chí và nguyện vọng của mình ấy. Thì mình sẽ sắp xếp cho chị sang slide tiếp theo. Đấy, thì đây là một số cái điểm nổi bật để các em có thể tìm hiểu dần nếu mình có cái kế hoạch đi Anh trong thời gian tới. Thì chị thấy cái chia sẻ của anh Tuấn Anh lúc nãy cũng rất là hay, và các em cũng nên lưu ý về tất cả các thủ tục quy trình của các em. Mình nên lên kế hoạch sớm, từ ít nhất là trong khoảng
6 tháng đã là cũng khá là muộn rồi, tầm 1 năm trước khi mình có kế hoạch đi du học. Ví dụ các em định đi học vào tháng 9 năm 2023 là tháng tháng 9 năm này này, bây giờ là tháng 4 rồi, mình chỉ còn đâu đó khoảng tầm 5 tháng thôi. Nếu các em chưa có cái đang cân nhắc và đang đang vẫn đang tính, chưa có quyết định ấy, thì mình nên xúc tiến đẩy sớm lên một chút để mình hoàn thiện tất cả các thủ tục với bên trường này. Ví dụ như là đồng ý thư mời học của trường để tiến hành đóng đặt cọc. Sau đó song song với đó là các em sẽ tiến hành luôn về việc là tìm các cái nhà ở phù hợp với cái nguyện vọng của mình, để mình sẽ không rơi vào cái tình huống là hết phòng hoặc là không có chỗ ở như là một số cái trường hợp mà anh Tuấn Anh cũng vừa mới chia sẻ. Đó thì ở đây cũng là một cái đơn vị cung cấp cho mình thêm một cái lựa chọn để các em cân nhắc. Ví dụ như là họ họ có tư vấn sinh viên rất là đầy đủ bài bản từ ngày bắt đầu các em tìm hiểu thông tin cho đến ngày các em chuyển đến, hỗ trợ 24/7, và IDP là như kiểu là một đơn vị cầu nối bắc cầu giúp em làm việc với cái đơn vị này để các em có thể vừa tìm hiểu đầy đủ thông tin và cũng có một cái đơn vị cụ thể là IDP, là nơi rất là tín nhiệm để các em có thể trao đổi các cái thông tin cần thiết. Rồi sau khi chốt phòng xong thì có chuyển tiền ra sao, đóng tiền học để giữ cái chỗ phòng ở đấy như thế nào, vân vân. Đấy thì nó rất là nhiều cái thủ tục liên quan, nhưng mà mình luôn có IDP đồng hành để cùng các em tiến hành các bước này, thì mình rất là yên tâm, không có lo lắng gì cả. Đấy. Và có một cái lưu ý rất quan trọng ở trong đây, đấy là không có một phí gì phát sinh ngoài cái tiền thuê nhà thực tế mà các em sẽ trả cho chủ nhà ở bên đó. Chị xem cái slide tiếp theo. Đấy. Thì đây đây là cái bảng tóm tắt rất là dễ hình dung về một số thành phố nơi mà cái đơn vị cung cấp nhà ở này họ làm việc. Ví dụ các em chọn trường học ở thành phố London. Đấy, và loại hình nhà ở các em giả sử, ví dụ như là các em chọn cái hình thức là phòng riêng, phòng đơn như chẳng hạn private room này. Đấy thì có cái giá mức giá là khoảng từng này, và tương đương với nó là tiền Việt thì nó là như này. Ở London thì các em luôn phải nắm trước đó là nó sẽ đắt đỏ hơn các cái thành phố khác. Đấy thì chính vì thế nó được đưa lên đầu tiên, mức giá cũng là cao nhất luôn. Đấy thì trung bình 1 tháng có thể lên đến hơn 400 bảng, và tương đương tiền Việt thì là hơn 12 triệu 1 tháng với cái loại phòng như thế này. Đấy, đây là một ví dụ thôi. Còn trong quá trình mà mình xem thêm về các lựa chọn của cái đơn vị cung cấp này, mình sẽ so sánh và mình tìm ra được cái nào là cái phù hợp nhất với cái nguyện vọng của mình. Đấy, tương tự nó ngoài thành phố London thì có thể là ở các thành phố khác như là Nottingham, Birmingham cũng thế. Thì tùy vào cái loại phòng mình chọn là phòng đơn, phòng ensuite hay phòng share hay như thế nào thì cái mức giá nó cũng sẽ khác nhau, và nó sẽ dao động. Đấy, khoảng như thế. Rồi, ok. Cảm ơn chị Linh ạ. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành xong phần là đặt cọc về phần nhà ở thì như anh có chia sẻ lúc đầu là các bạn cũng nên là kiểm tra trên thư mời của mình xem là mình đang có những cái điều kiện gì mà mình cần phải bổ sung cho trường. Ví dụ là về chứng chỉ tiếng Anh. Ví dụ nếu mà trường có yêu cầu điểm IELTS chẳng hạn thì các bạn cũng nên là, tại vì thời điểm này đã là tháng 4 rồi nên nếu các bạn vẫn còn đang là chưa có bổ sung về điểm tiếng Anh thì anh khuyên là nên đặt luôn cái lịch thi IELTS luôn. Vì thời gian này các bạn cũng biết là có những cái thay đổi về mặt chính sách tổ chức thi tại Việt Nam, nên là rất là nhiều các cái chứng chỉ tiếng Anh cũng sẽ là có bị ảnh hưởng, nên là thay vì việc là như trước đây mình có thể rất dễ dàng mình đăng ký, thậm chí là 1 tuần hoặc là 2 tuần trước đấy mình vẫn có thể mình đăng ký thi được, nhưng với việc là họ giới hạn lại các cái địa điểm tổ chức thi thì đương nhiên là về phần là các cái slot thi thì cũng sẽ bị giới hạn hơn, nên mình nên là đặt luôn cái lịch thi để tránh trường hợp là trường yêu cầu ví dụ như deadline là vào độ khoảng giữa tháng 5 mà độ đâu đó khoảng độ tầm sau tháng 5 mình mà có lịch thi phù hợp thì nó vô hình chung cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đi du học của mình. Mình cũng xem là trong cái điều kiện của họ thì ví dụ như là có điều kiện nào liên quan đến việc là mình sẽ phải bổ sung bảng điểm năm cuối hay không, hoặc là bổ sung bảng đại học hay không, đặc biệt là với các bạn đang học và sinh viên năm cuối tại trường thì đây là gần như là một trong số điều kiện bắt buộc mà các trường người ta hay bỏ vào thư mời, vì là mình còn đang ở chưa tốt nghiệp, mình chưa có bảng điểm chính thức, nên kiểu gì thì kiểu các trường người ta cũng sẽ có cái điều kiện này trong thư mời, nên các bạn kiểm tra thật kỹ xem là trường người ta yêu cầu là bổ sung các điều kiện nào ha. Ngoài ra các bạn thì sẽ có
Một số bạn thì sẽ được yêu cầu bổ sung các cái giấy tờ khác, ví dụ như là các bạn nào mà học những cái ngành mà nó cũng liên quan đến mặt là trẻ em này hoặc là liên quan đến người già một chút thì các bạn sẽ hay được yêu cầu bổ sung những cái giấy như là DBS, mình hiểu nôm na nó một cái lý lịch tư pháp để xác nhận là bạn này là bạn không có bất kỳ những tiền án tiền sự gì hoặc là không có vấn đề gì, vì biết là mình sẽ làm việc với người già hoặc là làm việc với trẻ em hoặc là với các bạn học những cái ngành liên quan đến khoa học này, và nó cũng sẽ liên quan đến khoa học và kỹ thuật và sẽ dễ là để theo kiểu là điều chế ra những cái hoặc là để tạo ra các cái vũ khí hạng nặng chẳng hạn, thì mình sẽ cần phải có những cái giấy chứng nhận như là ATAS, hoặc là nếu các bạn nào có học những cái chuyên ngành nó sẽ hơi khó hơn, ví dụ như là luật này hoặc y chẳng hạn, thì người ta sẽ yêu cầu là các bạn sẽ cần phải có những cái giấy chứng nhận như là ELNAP này hoặc là như là UCAT, hoặc nếu các bạn học các cái ngành nó liên quan đến khối về toán hoặc là về toán chẳng hạn, thì thường các trường đại học thì hay yêu cầu là mình sẽ cần phải có những cái giấy chứng nhận gọi là các bài thi năng lực về toán, ví dụ như là STEP hoặc là MAT chẳng hạn, thì sẽ tùy từng trường sẽ có những yêu cầu khác nhau, thì mình nên kiểm tra kỹ xem trong thư mời người ta có để cho mình cái điều kiện gì mà mình cần phải hoàn thành hay không. Và đặc biệt lưu ý là đến cái thời hạn bổ sung điều kiện của các trường, vì có những trường thì người ta sẽ yêu cầu khá là sớm, nhưng cũng có những trường thì người ta sẽ có thể cho mình tức là người ta không có một thời hạn nhất định nào cả, nhưng mình cũng sẽ phải xác định được, bởi vì mình là sinh viên quốc tế, mình đi học mình sẽ cần phải xin visa và thời gian xét visa cũng sẽ khá là mất thời gian, nên mình sẽ cần là làm sao mà cố gắng là bổ sung những cái giấy tờ này càng sớm càng tốt cho trường. Một cái nữa là để ra được thư để đi xin visa ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đi qua được cái bước này, nên là các bạn sẽ cần phải là rất chú ý đến thời hạn, vì có những trường thì người ta sẽ lại yêu cầu mình là một cái hạn rất là sớm, thì mình cũng sẽ cần liên hệ với trường trong phần là mình có thể gọi là negotiate, mình có thể là thương lượng với trường xem, ví dụ như là cái thứ hạn người ta đang đưa ra như vậy thì nó đang hơi sớm, thì liệu là có thể là extend cho tôi, có thể là kéo dài cho tôi đến khoảng thời gian này hay không. Nếu trong trường hợp là các bạn thấy có những cái deadline đó hơi gần thì bạn có thể liên hệ với anh chị tư vấn IDP được, thì anh chị sẽ là người làm việc giúp các bạn là liên hệ với các trường để đưa ra các cái theo kiểu là luận điểm để có thể xin trường là kéo dài cho mình cái thời hạn này để các bạn có thể có thêm thời gian. Đó. Và anh chị cũng sẽ là người khuyên xem là ví dụ với cái thời hạn đó thì liệu là mình có thể có kịp thời gian để xin visa hay không. Đó. Rồi. Thế thì sau khi mà các bạn đã bổ sung được xong các điều kiện cho trường thì mình sẽ tiến hành đến bước tiếp theo, mình sẽ cần phải mở sổ tiết kiệm. Thì thật ra là cái việc là mở sổ sổ tiết kiệm này này là các bạn đã có thể là thực hiện ngay từ bây giờ rồi. Tức là mình có thể thực hiện song song với các bước mà anh chị có chia sẻ phía trên, kể cả mình có đang xin học bổng này hoặc mình có đang là kiểu chuẩn bị tìm nhà này hoặc là mình có đang là bổ sung các điều kiện cho trường thì mình vẫn có thể thực hiện cái bước này, đó là mở sổ tiết kiệm. Thế thì chi tiết về phần mở sổ tiết kiệm này thì chị Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ cần mở sổ tiết kiệm như thế nào, có những cái yêu cầu và có những cái lưu ý đặc biệt gì nhé. Cảm ơn Tuấn Anh. Đó thì như anh Tuấn Anh cũng vừa tóm tắt ngắn gọn cho các em là cái bước một sổ tiết kiệm này mình có thể hoàn toàn làm song song cùng với tất cả các bước phía trên, gồm có là chấp nhận thư mời học của nhà trường và tìm kiếm nhà ở, tức là càng sớm thì càng tốt. Về quy định á, thì sổ tiết kiệm dùng để chứng minh xin visa đi Anh mình chỉ cần mở trong vòng 28 ngày trước ngày nộp hồ sơ xin visa. Đấy là về luật thì là như thế, nhưng tuy nhiên về cái kinh nghiệm làm hồ sơ xin visa du học cụ thể là đi Anh của anh chị tại IDP thì khuyến khích các em nên trao đổi với bố mẹ để mình có thể hoàn thiện cái phần mở sổ tiết kiệm này càng sớm thì càng tốt, để thứ nhất là mình cũng chủ động hơn, cái gì làm sớm thì mình cũng sẽ chủ động hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là tất cả các cái bước mình làm nó cũng gọi là cuốn chiếu rất là gọn từ đầu cho đến các bước đó, thì mình sẽ không bị cấp tập ở cái đoạn cuối. Thì ví dụ như tại thời điểm bây giờ là tháng 4, các em giả sử đã chọn được cái trường mà mình định đi học rồi, mình tiến hành đóng tiền học sang bên trường, tìm nhà ở, và song song đó là mình cũng tiến hành luôn hai cái bước
tiếp theo nữa đó là mở sổ tiết kiệm và khám sức khỏe, để xong cái bước này đi trước khi đến cái bước mà trường sẽ xuất cái giấy tờ có tên là CAS, tức là CAS để các em làm visa, thì các em sẽ mở sổ tiết kiệm. Thì cụ thể là ở đây, như ở đây thì mình hình dung một cuốn sổ tiết kiệm mình cần mở nó là bao nhiêu tiền. Để chị vừa chia sẻ là về mốc thời gian các em nên mở sớm nhất có thể, như tháng 4 này các em có thể mở được rồi nếu các em chưa mở. Còn nếu có nhiều bạn, có những gia đình mà mở từ rất sớm, thậm chí là đã có sổ từ năm 2022 rồi cơ đấy, thì các em có thể chia sẻ các thông tin đấy để các anh chị IDP biết, để hướng dẫn tiếp mình là số tiền mở như thế đã đúng và đủ hay chưa, có cần mở thêm hay không, hay như thế là đã ok rồi đó. Thì ở đây có một cái tóm tắt rất là dễ hình dung để cho các em biết là mình về số tiền mình cần mở như thế nào. Ví dụ đối với các bạn học sinh chọn học ở những trường ở trong thành phố tên là London, thì cái mức sinh hoạt phí mà các em cần phải chứng minh cho 9 tháng học là 12.006 bảng. Và còn đối với những cái bạn học sinh mà lựa chọn những cái trường học bên ngoài thành phố London, thì mức sinh hoạt phí các em cần phải chứng minh cho 9 tháng học của mình sẽ thấp hơn, đó là 9.207 bảng cho 9 tháng học. Mình chỉ cần phải chứng minh cho 9 tháng học thôi, không cần phải chứng minh đủ cho 12 tháng đâu, vì 3 tháng còn lại là dành cho cái thời gian là nghỉ hè hoặc là làm bài luận hoặc những cái không liên quan. Thì về yêu cầu của UKVI, người ta chỉ yêu cầu mình phải chứng minh cho 9 tháng học thôi. Đó, thì đây là mức sinh hoạt phí. Thì các em hình dung trong một năm học của các em sẽ phải chứng minh tiền học phí cộng với sinh hoạt phí, chỉ hai số tiền đấy trong một năm học thôi, thì là ra tổng số tiền các em phải chứng minh. Ví dụ như cái bảng màu đỏ để anh Tuấn Anh có tóm tắt này thì rất là dễ hình dung này. Số tiền mà chứng minh sẽ là gồm có học phí, ví dụ học phí đây là 15.000 bảng cộng với sinh hoạt phí, ví dụ bạn học ở trong thành phố London thì bạn cộng với 12.006, mà bạn học ở ngoài London thì bạn cộng với 9.207 đấy, cộng với học phí là 15.000, là đấy mức chỉ ví dụ nhé. Thế thì ra được tổng số tiền mà bạn phải chứng minh. Giả sử bạn được học bổng là 50% đi, bạn được quyền trừ đi học bổng là từng nào, rồi trừ đi số tiền đã đặt cọc sang bên trường, ví dụ trường yêu cầu đóng 1.000 bảng hay 5.000 bảng đó, trừ đi tiếp cái phần đặt cọc đó, nó sẽ ra số tiền cuối cùng còn lại mà các em sẽ cần phải chứng minh cho cái thời gian tới của mình. Đó, thì đây cũng có ví dụ rất cụ thể, anh ở bên dưới này, học phí là 15 này, học bổng này này, số tiền cần chứng minh trong sổ tiết kiệm sẽ là 18.207, thì nhân luôn với tỷ giá hiện tại tại Việt Nam thì tương đương là 550 triệu chẳng hạn. Thì với số tiền là 550 triệu thì một cái lưu ý rất rất là quan trọng ở đây là mình ra một số tiền cuối cùng rồi, ví dụ 550 triệu, nhưng mình sẽ không mở đúng chẳng chặn là 550 triệu, mà mình sẽ mở tối thiểu là từ 600 đến 650 triệu trở lên nhé. Chứ mình đừng mở đúng cái số tiền mà mình vừa tính ra, bởi vì sao? Nó còn do cái tỷ giá của đồng bảng tại thời điểm em tính, rồi thời điểm mà em đi đi học cụ thể, đi học chính thức á, nó sẽ có thể khác nhau. Ví dụ tại thời điểm này mình tính là đồng bảng có thể là 29.000 Việt Nam đồng một bảng, nhưng mà thời điểm mình đi có thể thời điểm mà đại sứ quán người ta xét cái hồ sơ của em ấy, có thể là đồng bảng nó tăng lên rồi, thì lúc đấy nó sẽ rất là rủi ro, rất là nguy hiểm, nên là mình sẽ phải bao giờ phải tính dôi ra, thì sẽ mở sổ dôi ra khoảng từ ít nhất là từ 50 cho đến 100 triệu trở lên so với cái số tiền mà mình phải chứng minh. Đó, cho chị Trang tiếp theo nữa. Đó, đây thì cái này là chị cũng vừa lưu ý, sổ tiết kiệm các em sẽ mở tối thiểu 28 ngày trước ngày nộp đơn xin visa. Giả sử chị Linh sẽ nộp đơn hồ sơ xin visa cho các em vào ngày 20 tháng 8, thì ít nhất là từ ngày 20 tháng 7 cho đến trở về trước, tức là 20 tháng 6, 20 tháng 5, 20 tháng 4 chẳng hạn, các em đã phải mở sổ rồi. Đó, thì đấy là tối thiểu thì như chị vừa nói đấy, mình nên mở sớm là luôn từ bây giờ hoặc là trong vòng 1 tháng tới 2 tháng tới là muộn nhất thôi, để mình đỡ phải lăn tăn với việc là sổ của em là trước 28 ngày hay bao nhiêu ngày cho đến cái ngày mình nộp visa, thì lúc này nó sẽ rất là cấp tập và mình có thể phải chờ, vì có nhiều gia đình là chờ sát, không phải chờ mà có thể do vướng việc riêng hoặc nhiều yếu tố thì bị sát cái thời gian mà nộp visa quá, thì lúc đấy mình sẽ lại phải chờ đủ ngày, đủ sổ sổ đủ ngày thì em không có thể nộp được. Thế thế nó rất là ảnh hưởng, vì kỳ nhập học chính ở Anh là tháng 9 hàng năm. Thế tức là toàn bộ sinh viên trên toàn thế giới sẽ vào nước Anh để học tập tại thời điểm này, thì cái lượng hồ sơ mà lại đại sứ quán phải xét thì rất rất là lớn. Nên là cái kết quả nó cũng ra cũng sẽ chậm hơn các kỳ nhập học khác. Đấy, thì nên là chính vì thế là ngay từ ban đầu chị với anh Tuấn Anh phân tích với mọi người để các em lưu ý luôn luôn là làm lên kế hoạch và làm thủ tục hoàn thiện các bước rất là sớm để mình có đủ thời gian để cái hồ sơ của mình nó được hoàn thiện tốt nhất. Đó.
Đây, thời gian mở sổ tiết kiệm lý tưởng ở đây cũng đã lưu ý là từ luôn từ cái mốc thời gian mà đây chúng ta đang trao đổi với nhau đây tháng 4 năm 2023 trở đi là chậm nhất chị nghĩ là cũng nên là tầm tháng 6 thôi, là muộn nhất thôi. Kỳ hạn mở sổ tiết kiệm thì lý tưởng là tối thiểu là nên là 3 tháng. Có rất nhiều kỳ hạn khác nhau, có thể là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Thì cái mốc mà IDP đề xuất để các em có thể mở sổ là 3 tháng. Chủ tài khoản thì có thể là đứng tên của các em hoặc đứng tên của bố hoặc mẹ của các em. Các em trên 18 tuổi rồi, các em được phép đứng tên sổ tiết kiệm. Đó, thì mình khi mà các em đứng tên sổ tiết kiệm thì sẽ giúp các em bớt một số cái thủ tục giấy tờ khi các em nộp hồ sơ xin visa. Còn nếu đứng tên bố hoặc mẹ thì cũng vẫn ok, chỉ là phát sinh thêm cái giấy khai sinh để chứng minh mối quan hệ và một cái đơn để bố mẹ đồng ý cho em sử dụng số tiền trong sổ tiết kiệm để có chi tiêu trong cái thời gian đi học của bên anh. Đấy, thì khi các em đã hình dung là các em mở một cuốn sổ ví dụ trị giá là 800 triệu để chứng minh cho hồ sơ đi Anh thì các em tuyệt đối không được rút tiền trong sổ tiết kiệm khi các em đã mở và đã xác định là mình sẽ dùng cuốn sổ đấy để chứng minh xin visa thì mình sẽ tuyệt đối không được rút vì bất kỳ lý do gì. Vì khi các em rút ra thì sổ đấy coi như lại không tồn tại nữa và các em sẽ phải mở lại từ đầu thì nó lại tính lại từ cái ngày các em mở lại. Thì lúc đấy là rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái thời gian mà mình đã lên kế hoạch thì mình mở cái sổ đấy trước rồi. Đấy, tiền thì các em mở có thể là bằng tiền Việt Nam đồng hoặc có thể bằng ngoại tệ cũng không có vấn đề gì. Thì nhưng nó bắt buộc phải là tiền chứ không phải là các hình thức khác như là vàng, cổ phiếu, chứng khoán, tiền ảo gì đấy nhá. Nó sẽ là tiền Việt Nam hoặc tiền đô Mỹ hoặc tiền bảng thôi. Đấy, nôm na là như thế. Đó, cho chị sang slide tiếp theo. Đấy, đấy thì liên quan đến cái phần mà chị cũng vừa tóm tắt ở trên thì ngoài cái việc mở sổ tiết kiệm thì song song đó là các em của IDP cũng sẽ hỗ trợ các em để tiến hành đặt khám sức khỏe luôn. Tại vì khám tại thời điểm này là cũng hợp lý rồi. Mình thông thường thì một cái giấy chứng nhận khám sức khỏe nó sẽ có giá trị trong vòng 1 năm. Thì tầm ví dụ các em đi học tháng 9 thì mình khám tầm tháng 4 là trước 5 tháng cũng thoải mái thời gian để các em sử dụng cái giấy khám sức khỏe này cho cái bộ hồ sơ xin visa của mình. Thì hiện tại ở Hà Nội với các bạn học sinh đang ở Hà Nội thì các em IDP sẽ giúp đặt khám ở hai văn phòng, một là ở IOM, hai là phòng khám Raffle. Để các em đi khám thì thủ tục khám cũng rất là nhanh gọn đơn giản, thậm chí có rất nhiều bạn học sinh xin anh chị IDP cái hướng dẫn về địa chỉ khám thì các em ý cũng thấy là thời điểm là các em có thể chủ động được hoặc là đang gần đấy các em có thể vào khám được luôn ý. Thậm chí các bạn tự đặt khám luôn cũng rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Đấy thì có rất là nhiều các cách để tiếp cận rất là dễ, một là các anh chị IDP hỗ trợ, hai là các em cũng có thể chủ động được. Thì trong cái hướng dẫn trong thời gian tới mà các anh chị gửi cho các em là rất là chi tiết, đầy đủ các thông tin địa chỉ rồi số điện thoại để liên lạc thì phòng khám chẳng hạn. Đấy thì các em nhiều bạn chủ động lắm, các bạn khám xong lúc hỏi ra thì các bạn đã đặt khám xong rồi và nộp luôn cho anh chị cái chứng nhận khám sức khỏe luôn. Và khi khám sớm cũng có một cái điểm tích cực là như thế này, chị cũng có một trường hợp là bạn ấy không may có một cái vết ở phổi ấy. Thì khi các bạn khám sớm thì người ta có thời gian để điều trị thì cái vết đấy nó mờ đi và khi bạn quay lại khám thì không có vấn đề gì nữa cả và bạn vẫn đi học được bình thường, đủ thời gian đủ để bạn vẫn kịp học vào cái thời gian đó. Đấy, các em thấy không? Khi mình làm sớm thì cái gì mình cũng rất là chủ động và nếu có vấn đề gì phát sinh mình đều xử lý được hết. Chứ nếu mình làm muộn thì không có thời gian để mình khắc phục bất kỳ gì cả và mình thậm chí là phải lùi khóa học sang tận 1 năm tiếp theo, cả 1 năm chờ đợi để chỉ vì những cái thủ tục mà mình không làm sớm ấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng đó. Thế chị khuyến khích là các em sẽ sau cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì các em sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn nữa và cái gì mình đẩy sớm lên được thì mình sẽ hoàn tất luôn để mình có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo nhất cho cái kỳ nhập học tháng 9 này của mình nhé. Em sẽ xin bổ sung một chút xíu chị Linh nhé. Ở phần khám sức khỏe này thì thật ra nó là cái các bạn nên làm vì sau thời gian Covid vừa rồi thì nhiều bạn là cũng đã mắc Covid và nó có thể có những cái ảnh hưởng về phổi nhất định. Thật ra về khám sức khỏe này thì nó xác định xem các bạn có bị mắc lao phổi hay không mà thôi. Thì ở bên Anh thì người ta có cái quy định là sẽ không có được nhập cảnh nếu các bạn là có mắc lao phổi. Tuy nhiên để xác định được lao phổi ạ, thì người ta sẽ dựa trên cái hình ảnh mà người ta sẽ chụp phổi của mình. Và người ta sẽ có những cái nghi ngờ nhất định nếu mà trên phổi của các bạn là có những cái vết mờ. Thì kể cả có những bạn nhé, thực tế ra là các bạn cũng không phải là bị lao phổi đâu. Nhưng thực tế là do phổi của các bạn này có những cái vết mờ sau Covid chẳng hạn. Thì nên là người ta sẽ chưa có cấp cho mình cái giấy chứng nhận lao phổi luôn.
mà người ta sẽ yêu cầu mình cần phải điều trị trước tại Việt Nam, sau đó thì mình sẽ quay lại chụp phổi một lần nữa. Thì nếu mà người ta thấy là của mình không có vấn đề gì tại thời điểm đó thì người ta mới cung cấp cho mình cái giấy chứng nhận lão phổi để đi xin visa được. Nên thành ra là các bạn cũng nên làm sớm là vì thế, bởi vì cá nhân anh cũng đã từng bị COVID rồi, nên là kiểu mình cũng khá là sợ nếu mà khi mà mình trường hợp là mình phải đi khám lão phổi và nhỡ đâu mà người ta lại phát hiện ra là có vết mờ gì đấy. Mặc dù là có thể đúng là mình không bị mắc lão phổi gì đâu, nhưng mà chỉ cần một vết mờ thôi là người ta có quyền là người ta đã giữ mình lại, người ta sẽ không cấp giấy chứng nhận lão phổi để mình có thể nộp visa được rồi. Nên là cái này là cái anh nghĩ là các bạn nên làm sau cái thời gian qua quá trình là 2 đến 3 năm COVID vừa rồi, thì anh nghĩ là mình nên đẩy càng sớm càng tốt. Thật ra là ngay trong tuần sau này các bạn đã rảnh rồi, các bạn có sắp xếp được thời gian thì báo luôn với anh chị tư vấn IDP để anh chị có thể hỗ trợ các bạn là đặt lịch tư vấn, đặt lịch để khám chụp lão phổi được luôn. Đã, còn lại hiện Cảm ơn tại anh thì ạ. ở ở Việt Nam thì mới có hai chỗ có thể khám được lão phổi thôi, là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nên nếu các bạn nào đang ở Đà Nẵng hoặc các tỉnh thành khác, mình cũng nên là sắp xếp cái lịch trình di chuyển để mình đến một trong hai thành phố này để mình có thể chụp lão phổi được nhé. Còn những cái liên quan đến thời gian khám hoặc là những cái giấy tờ cần mang theo thì anh chị có nốt lại cho các bạn ở, ở trên này rồi. Với chị Linh có thêm advice nào cho các bạn ở phần này nữa không ạ? À, chị không, rất là đầy đủ chi tiết rồi thôi. Rồi, ok ạ. Thì chắc là em sẽ xin là qua phần tiếp theo ạ. Là liên quan đến phần là thủ tục cấp CAS. Thủ tục cấp CAS là sẽ được tiến hành khi mà các bạn là có thư mời nhập học không điều kiện của trường. Tức là mình đã đảm bảo đủ các cái điều kiện, ví dụ như là về mặt là học thuật này, các bạn đã bổ sung bằng đại học này, bổ sung bằng điểm năm cuối này, các bạn đã bổ sung điểm tiếng Anh bằng IELTS, hoặc là các bạn cũng đã bổ sung cái phần là đóng tiền đặt cọc cho trường. Thì khi các bạn đóng tiền đặt cọc cho trường xong thì lúc này trường người ta sẽ ra cho mình là cái thư mời nhập học không điều kiện, và lúc này mình sẽ tiến hành đến bước tiếp theo là trường người ta sẽ gửi cho các bạn một đường link, hoặc là người ta sẽ gửi qua một cái bản khai nháp các thông tin liên quan đến về thông tin cá nhân và thông tin đến lịch sử di trú của bạn, và mình sẽ cần phải điền những cái thông tin như vậy vào trong form khai đó của trường. Và sau khi mình điền xong thì người sẽ cấp cho mình một cái thư được gọi là thư CAS nháp. Người ta sẽ kiểu là nháp trước cho mình đây là những thông tin mà chúng tôi sẽ đưa lên trên CAS của bạn này, thì bạn vui lòng check lại xem những thông tin này với cá nhân bạn thì đã chính xác hay chưa. Nếu mà mình đầy chính xác rồi thì mình sẽ confirm lại với trường, còn nếu không thì mình sẽ nốt lại cái điểm cần sửa thì trường người ta sẽ sửa, và sau đó người ta sẽ cấp cho mình cái thư thư CAS, người ta gọi là Confirmation of Acceptance for Study, là cái thư mời chấp nhận nhập học chính thức, và mình sẽ dùng cái thư này để đi xin visa. Và hiện tại thì có một số trường người ta đang sử dụng hệ thống nó gọi là CashShield. Với cái hệ thống là CashShield này thì người ta sẽ yêu cầu mình là nộp một bộ hồ sơ y như là mình nộp xin visa, bao gồm là kể cả là vẫn bắt là phải có sổ tiết kiệm này, yêu cầu là cần phải có chứng nhận lao phổi này đó. Thì nên đấy là lý do vì sao mà anh chị đang đẩy những cái phần như là sổ tiết kiệm này hoặc là lao phổi trước lúc mà mình làm được thủ cấp CAS. Nên là các bạn sẽ nên làm càng sớm càng tốt, để nếu trong tình huống là nếu mà trường các bạn là lại yêu cầu là cần phải có những cái giấy tờ đấy mà mình lại không có sẵn thì mình lại phải chờ thời gian là mình làm những cái đó thì mình mới bổ sung được cho trường, thì vô hình chung nó lại kéo dài cái thời gian mình chuẩn bị cho bộ hồ sơ xin visa. Mà trong cái đó rõ ràng những cái như là khám lao phổi này hoặc là mở sổ tiết kiệm mình đã làm được luôn từ khoảng tháng 4 này rồi. Đó, thì mình nên làm càng sớm càng tốt, vì cái kỳ tháng 9 như chị Linh có chia sẻ là kỳ nhập học chính, tất cả các trường, tất cả các ngành người ta đều có mở vào kỳ tháng 9 đó, thì nên là cái số lượng sinh viên trên toàn cầu người ta đổ đến Anh rất là lớn, và thực sự là nó là một cái áp lực mình thấy là lớn. Thì mình cũng nên hiểu một chút cho các nhân viên lãnh sự khi mà họ sẽ phải xét một số lượng hồ sơ lớn như vậy, thì đương nhiên họ không thể nào mà gọi là mình hay nói là sức người có hạn đúng không, không thể nào mà người ta kiểu đẩy nhanh lên được, vì nếu đẩy nhanh thì nó có thể là gây ra những cái sai sót trong hồ sơ của chính cá nhân mình. Nên là để hạn chế những cái sai sót như vậy thì nghĩa là mình nên làm mọi cái nó sớm hơn, thì vô hình chung là về sau khi mình nộp visa ấy cũng sẽ hạn chế những cái gọi là rủi ro rằng những cái rủi ro đang có cho bộ cho cái hồ sơ xin visa của mình. Đó. Còn lại các bạn chỉ cần làm theo đúng những cái stage như vậy thôi là mình đã có thể có thư CAS để nộp xin visa được rồi. Thế thì về phần là quá trình là điền đơn visa và luận phỏng vấn thì chị Linh sẽ có thêm chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn anh. Đấy thì các em hình dung cái các cái bước tiếp theo này sau khi mình tiến hành các bước là chấp nhận thư mời học bên trường này,
sắp xếp nhà ở, tìm hiểu thông tin nhà ở trước này, rồi mở sổ tiết kiệm, khám sức khỏe vân vân, đấy những cái bước cơ bản trước khi mình đến được cái bước là trường xuất cho mình cái giấy tờ có tên là CAS để làm visa, thì mình sẽ hình dung là mình sang đến cái bước này rồi, nhận nhận CAS, sau đó là điền đơn xin visa và luyện phỏng vấn nếu có với IDP. Thì xin visa Anh là hình thức là trực tuyến, lúc mình submit hồ sơ xin visa thì sẽ là trực tuyến, còn sau khi submit xong mình sẽ tổng hợp giấy tờ, mang bản hard copy mang đến VFS để mình nộp hồ sơ xin visa, thì họ scan giấy tờ của mình, lăn vân tay, chụp ảnh, và nộp hoàn thiện cái thủ tục ở đó, thì lúc đấy mới là xong hoàn toàn cái thủ tục nộp một bộ hồ sơ xin visa đi Anh. Thì toàn bộ các quy trình này IDP sẽ đồng hành cùng các em để hoàn thiện tất cả các cái bước theo yêu cầu của một bộ hồ sơ xin visa đi Anh. Thì điền đơn xin visa thì với cái thủ tục điền đơn xin visa thì các em sẽ điền cùng trực tiếp với ví dụ với chị Linh luôn là các cái câu hỏi như thế nào thì mình sẽ cùng review với nhau và thống nhất cái câu trả lời như thế nào và để hoàn thiện cái đơn xin visa trực tuyến này trước. Và trong quá trình nộp hồ sơ xin visa trực tuyến này thì mình cũng hoàn tất luôn các cái phí như là bảo hiểm y tế du học sinh có tên là ISS, và phí ví dụ như là phí xét khẩn hồ sơ xin visa, nếu mà mình hồ sơ của mình lúc đấy là rất là sát với kỳ nhập học rồi, mình cần phải đóng cái phí này để hồ sơ của mình kịp được được xét kịp để mình có thể kịp nhập học được, thì có thêm cái phí đó chẳng hạn này, rồi phí scan giấy tờ mình cũng có thể đóng trước được luôn, lấy vân tay, phí lăn vân tay vân vân, đấy một số cái phí cơ bản thì mình sẽ hoàn tất hết trong một cái bộ hồ sơ xin visa trực tuyến. Còn cái phần một cái lưu ý ở đây là phần luyện phỏng vấn visa cùng IDP, thì IDP có cái hỗ trợ này thêm cho các em du học sinh đi Anh, để giúp các em chuẩn bị về tinh thần tâm lý cũng như là sẵn sàng cho buổi phỏng vấn nếu có này. Chị nói nếu có là bởi vì phỏng vấn xin đi Anh không phải là bắt buộc tại thời điểm này, tức là với em hình khi mình nộp hồ sơ xin visa thì hồ sơ của mình có thể được yêu cầu phỏng vấn hoặc có thể không bị yêu cầu phỏng vấn, chứ không phải là 100% bạn nào cũng bị phỏng vấn, để các em không bị căng thẳng quá với cái thông tin này. Thì với những cái hồ sơ lúc ấy khi các em làm việc trực tiếp với các anh chị chuyên viên hồ sơ xin visa tại IDP, các anh chị sẽ có những cái định hướng hoặc có những cái lời khuyên đối với hồ sơ của em, và có những cái gợi ý nhất định để các em chuẩn bị trước các một số cái câu hỏi nếu mà, hoặc là chuẩn bị về những cái hồ sơ tài chính nếu bị yêu cầu bổ sung đối với lãnh sự quán Anh thôi, chứ cũng không phải chuẩn bị ngay tại thời điểm lúc mình nộp hồ sơ xin visa đâu. Thì cái việc phỏng vấn này nó cũng thế, nó cũng sẽ không phải là bắt buộc, nên là khi mà nộp hồ sơ thì khi rà soát hồ sơ của các em xong thì các anh chị cũng sẽ tư vấn luôn là hồ sơ của em nếu các câu hỏi phỏng vấn nếu có nó sẽ đi quanh xoay quanh những câu hỏi như thế nào, về những đề tài gì, hỏi về kế hoạch học tập hay hỏi về gia đình, hỏi về những cái thông tin cơ bản như thế nào, thì các anh chị cũng sẽ tóm tắt sơ bộ để các em có thể hình dung trước là nếu bị phỏng vấn thì mình sẽ nắm được trước là người ta sẽ phỏng vấn những cái gì, mà mình sẽ chủ động hơn về câu trả lời về phía mình. Thì khi phỏng vấn họ sẽ có cái lịch hẹn rất là rõ ràng, họ sẽ gửi thư trước cho mình, báo cho mình biết là thời gian địa điểm phỏng vấn rồi đi phỏng vấn như thế nào ở đâu, thế thì lúc đấy là mình sẽ biết được là mình có bị phỏng vấn hay không. Nhưng mà cái chị cũng chia sẻ một chút là cái tỷ lệ bị phỏng vấn nó khá là thấp, nên các anh không phải quá hoang mang về cái việc này đâu. Và thậm chí là nếu có bị phỏng vấn thì với cái kinh nghiệm của các anh chị tại IDP, các anh chị chuẩn bị cho các em cũng rất là kỹ. Giả sử các em nhận được một bức thư yêu cầu phỏng vấn thì ngay lập tức là các anh chị có thể sắp xếp để luyện phỏng vấn luôn cho em rồi. Thì trước đấy là các em đã hình dung là mình đã được hướng dẫn trước là à có những câu hỏi như thế nào như thế nào, thì đến lúc mà chẳng may mình bị phỏng vấn thật thì các anh chị cũng có thể sắp xếp để hướng dẫn em luôn là phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với các em luôn, để test xem là các em đã sẵn sàng với cái câu hỏi nếu có đối với viên chức lãnh sự quán như thế nào rồi. Đấy thì đấy là mình luôn luôn có sự đồng hành của IDP ở tất cả các cái điểm, các cái mốc mà các em quan trọng mà các em sẽ phải đi qua thì đều có các anh chị và IDP hỗ trợ em tối đa. Thì các em sẽ để cả làm sao các em mục đích cuối cùng là các em nhận được visa và hoàn thiện được cái ước mơ du học đi của mình thôi, thì sẽ không có cái gì phải lo lắng ở cái đấy đâu. Chị chỉ lưu ý một chút về cái việc phỏng vấn nếu có này thôi nhé. Cho chị sang slide tiếp theo.
Ở đây em chia sẻ thêm một chút ạ. Ở đây thì liên quan đến phần luyện phỏng vấn visa cùng IDP á, thì lúc này cũng rất là cần cái sự hợp tác giữa các em với IDP, bởi vì là anh chị không thể nào là người mà đến cái chỗ là sẽ thực hiện phỏng vấn cho mình được, tức là anh chị sẽ không thể nào phỏng vấn thay cho các bạn, nên là để có thể hỗ trợ tối đa cho mình thì ở cái bước là mình đang gần đến lúc mà làm visa ấy, anh chị sẽ gửi luôn cho các bạn các cái danh sách câu hỏi phỏng vấn visa thường gặp, và anh chị cũng mong là các bạn sẽ hoàn thành luôn cái phần là trả lời nháp của mình bằng câu chữ trước, để anh chị có thể check xem là các cái idea các bạn đưa ra thì liệu là nó có thể thuyết phục được ở nhân viên lãnh sự hay không, để nếu trong trường hợp là mình có bị phỏng vấn ấy thì các bạn cũng đã có các cái idea sẵn rồi, tức là khi mà mình điền nháp vào đấy rồi đúng không, là mình đã có hình dung trong đầu là mình sẽ phải trả lời cái gì rồi thì nó đã là một bước chuẩn bị rồi. Còn khi nào mà họ có cái tín hiệu là yêu cầu mình phỏng vấn thì lúc đấy mình sẽ activate cái việc là mình sẽ có thể luyện tập đó cùng với nhau, thì họ cũng thì đấy là cái bước mà mình sẽ cùng nhau hỗ trợ cho cái bộ hồ sơ của mình thôi. Thì anh chị cũng rất mong là có cái sự hợp tác của các em, nên là cũng đừng ngạc nhiên khi mà anh chị lại bắt các bạn là phải trả lời, vì thực sự là nếu mà anh chị trả lời thì nói thật là cái đấy nó không khó với anh chị đâu, vì anh chị đã làm rất là lâu rồi nên là mọi cái cách trả lời anh chị sẽ biết. Tuy nhiên là bởi vì đây là các bạn sẽ là người trực tiếp đến cái chỗ mà cần phải phỏng vấn visa đó, anh chị không thể nào mà anh chị là thay thế cho mình được, nên là rất là cần sự hợp tác của các bạn. Nên là nếu mà có các sau khi gửi xong mà anh chị comment là em phải sửa lại cái này, sửa lại cái kia, cần phải thay đổi lại cái hướng trả lời, thì cũng mong là có sự hợp tác từ phía cả các bạn học sinh đã nhá. Thế là em sẽ chuyển slide tiếp theo chị ha. Đây đấy thì trong phần trước chị cũng có trao đổi vắn tắt về cái quy trình nộp hồ sơ xin visa trực tuyến. Thì ở đây có một cái bảng mà anh Tuấn Anh đã giúp làm rất là chi tiết để các em hình dung được là các em hình dung và cũng có thể là bố mẹ phụ huynh các bố mẹ hỏi là thế con đi nộp hồ sơ visa thì phải đóng những cái phí gì, thì các em có thể nhìn luôn này này. Thứ nhất là phí xét hồ sơ xin visa nó là khoảng bao nhiêu tiền này, tiền bảng nó là 348 bảng tương đương Việt Nam là khoảng tầm 11 triệu chẳng hạn này. Ngoài cái phí xét hồ sơ xin visa này thì có phí scan giấy tờ tức là gì, mình nộp cho người ta cái bản gốc, ví dụ hộ chiếu gốc này, sổ tiết kiệm gốc này, các giấy tờ yêu cầu khác bản gốc chẳng hạn, thì họ sẽ scan theo chuẩn của cái nơi mà tiếp nhận hồ sơ của các em á. Đấy thì nó có một cái phí khoảng tầm 17.32 đô Mỹ, thì cái phí này tương đương với tiền Việt là khoảng hơn 100.000, thì cái này là bắt buộc rồi. Mình cũng không phải lăn tăn là yes hoặc no nữa, thì mình sẽ đưa toàn bộ giấy tờ của mình để họ scan theo đúng yêu cầu của người ta, thì sẽ không phải lăn tăn gì là nhỡ mình scan thiếu hay chưa đủ theo đúng yêu cầu á. Đấy thì cái phí này là cái phí tiếp theo. Ngoài ra thì có một cái phí đó là phí xét visa khẩn. Để các em hình dung là nếu mà mình nộp hồ sơ tại thời điểm là khá là sát với kỳ nhập học thì mình nên làm cái phí này, không thì hồ sơ của mình sẽ rất khó để nhận được kết quả đủ sớm để mình lên kế hoạch cho cái chuyến bay của mình sang Anh vào tháng 9 này được. Thậm chí có những bạn nộp hồ sơ trước tầm tầm 2 tháng, 2 tháng thậm chí 3 tháng, các bạn vẫn muốn là mình làm luôn cái này, cái phí xét này, nếu mà lúc đấy tại thời điểm đấy bên UKVI họ có cái lựa chọn là mình đóng được cái phí này để xét, các bạn vẫn rất là happy để đóng cái phí này để nhận kết quả đủ sớm thôi, biết luôn kết quả như thế nào để mình chủ động với cái kế hoạch của mình. Vì cái xét visa khẩn này nó cũng sẽ tùy thời điểm mà người ta mở cho mình lựa chọn để mình đóng cái phí này đó, chứ không phải mình muốn là mình có thể đóng được ngay cái phí này đâu các em ạ. Đó thì cuối cùng là cái phí bảo hiểm cho toàn bộ du học sinh đi Linh sang ơi, Anh. chị Linh ơi, em xin phép là em chia sẻ về cái phí cuối này nhé, tại vì là cái này nó là cái lỗi gọi là hơi ngớ ngẩn từ phía em, vì mắt hơi quáng gà nên là bỏ cái 624 này sang phần của tiền đô, nhưng thực tế nó sẽ là nằm ở phần Bên bên tiền của tiền bảng đúng bảng không? nhé, nên là nó Chị cũng mới thấy đâu là đó khoảng độ tầm là 19 triệu, vì cái phí bảo hiểm IHS này nó sẽ tính theo năm. Nên là với các bạn đi học thạc sĩ thì nó sẽ ở đây đang tính là 624 bảng là trên 9 tháng. Nhưng thực tế nếu các bạn đi học thạc sĩ ấy, thì thường các khóa học người ta sẽ đăng ký với cả bên UKVI ấy, là các gọi là cơ quan di trú và xuất nhập cảnh tại Anh ạ, thì nó sẽ là 1 năm. Nên thành ra các bạn sẽ thấy là đôi khi là nó không phải đúng đâu đó khoảng độ tầm 19 triệu này đâu. Tại vì trường đăng ký là 1 năm nên mình đang bị dôi ra khoảng độ tầm 3 tháng. Thì người ta sẽ tính thêm cho mình khoảng 3 tháng đấy. Thì nên nó sẽ đâu đó khoảng độ tầm là phải tầm độ 20 khoảng tầm 21 triệu gì đó, tùy vào các giai đoạn mà tỷ giá sẽ lên xuống, nhưng trung bình nó cũng sẽ phải tầm độ 21 đến 22 triệu.
Còn nếu mà các bạn đi theo các chương trình là đại học ạ, thì nó bởi vì nó tính là chỉ trên 9 tháng học thôi, nên các bạn sẽ chỉ cần nhân cái 624 này cho cái số năm học thực tế. Ví dụ các bạn đi học là 3 hoặc là 4 năm chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhân lên. Đã, thì nếu các bạn đi học ở chương trình đại học thì sẽ cần là nhân lên một chút nhé. Còn nếu các bạn học thạc sĩ thì mình sẽ lấy 9 tháng học và cộng dôi ra một chút là 3 tháng. Đó. Đấy. Quay lại với cái việc nộp hồ sơ xin visa thì sau khi các em nộp hoàn tất cái thủ tục nộp hồ sơ xin visa đi Anh rồi thì mình bắt đầu chờ chờ kết quả cái thời gian xét theo quy định là 15 ngày làm việc. Còn nếu mà mình nộp cái phí xét khẩn thì có thể trong vòng 7 ngày làm việc là mình đã nhận được kết quả luôn rồi. Thì tuy nhiên các em lưu ý đây là thời gian lý tưởng mà bên UKVI người ta công bố công khai để các ứng viên nắm được cái thời gian thôi. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng cái mốc thời gian như thế này là mình nhận được kết quả của mình đâu. Vì cái lượng hồ sơ nó sẽ tùy cái thời lượng hồ sơ mà người ta nhận tại người ta xét tại thời điểm đó. Ví dụ như chị vừa về anh Tuấn Anh vừa phân tích đó, thì cái tháng 9 là cái kỳ nhập học lớn, nhập học chính và rất là đông các bạn du học sinh cùng tới nước Anh thì cái khối lượng công việc của họ cũng rất là lớn, có thể là sẽ phải quá 15 ngày, thậm chí vài tháng, hai tháng cũng có thể có luôn để ra được kết quả, chứ không đây là cái gọi là cái thời gian xét chuẩn mà họ cam kết để đưa kết quả cho mình thôi. Nhưng tuy nhiên là các anh cũng phải hình dung trước là nó có thể muộn hơn cái thời gian này rất là nhiều. Nhưng khi mình đóng có một cái khi có một cái lưu ý là khi mình đóng cái phí xét khẩn thì cái cam kết của họ cao hơn, cái cam kết trả kết quả của họ sẽ đúng thời điểm hơn. Còn nếu họ không 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 ra được kết quả đúng trong vòng 7 ngày hay 15 ngày làm việc thì như chị quan sát là họ có gửi cho mình một cái email thông báo là kết quả cái hồ sơ của bạn sẽ cần phải xét lâu hơn, chúng tôi vẫn đang tiếp tục xét, ít nhất là họ cũng có thông báo cho mình để mình biết là mình sẽ cần phải chờ thêm. Đấy, để mình nắm được cái thông tin như vậy. Đó, thì khi mà xét xong ra kết quả thì mình sẽ nhận lại cuốn hộ chiếu và trên đó còn dán một cái trang visa. Thì thời hạn của cái trang visa này là có thời hạn là trong vòng 90 ngày để các em sắp xếp thời gian để bay sang Anh. Và khi sang Anh Quốc thì có một cái lưu ý vô cùng quan trọng là các em sẽ cần làm ngay, đó là đi lấy thẻ BRP. Viết đấy là viết tắt, còn viết cụ thể đây là Biometric Resident Permit, hiểu nôm na là một giấy tạm trú cho các bạn du học sinh khi học tập và sinh sống ở nước Anh trong 1 năm, 2 năm hoặc nhiều năm. Thì các em sẽ cần lấy cái thẻ này dựa trên cái cái CAS mà các em được cấp. Ví dụ các em học trong 1 năm thì họ sẽ cấp cho em đúng cái thời gian mà cái thẻ BRP này sẽ cấp cho em trong khoảng thời gian đó đủ để các em ở bên Anh. Đấy, nó sẽ cấp dựa theo cái CAS của các em. Đấy, thì cái thẻ này trong vòng 10 ngày làm việc để Tuấn Anh nhỉ, trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn đặt chân vào nước Anh là các em sẽ cần phải đi hoàn thiện cái thủ tục này rồi. Thì khi mà các em nhận lại visa, ngoài cái cuốn hộ chiếu có dán visa thì họ có đính kèm thêm một bức thư, một bức thư như hướng dẫn chi tiết là các em sẽ cần lấy cái thẻ này ở đâu, như thế nào. Thì khi khai visa, ví dụ như là cái trường các em học họ có đăng ký một cái code để nhận cái thẻ này về tại trường cho các em ấy, nó cũng rất là tiện để các em có thể nhận tại trường luôn. Nhưng cũng có những trường người ta lại chưa đăng ký, họ chưa đăng ký cái code đó thì mình sẽ đăng ký tại cái bưu điện gần trường nhất hoặc là gần cái nơi ở của các em nhất, có thể nếu các em đã có địa chỉ ở thì các em cũng ra đó để nhận về cũng rất là thuận tiện. Có hai cách để mình nhận lại cái thẻ cư trú này, nhưng mà mình lưu ý là khi mà mình đặt chân vào nước Anh xong là cái việc đầu tiên mà mình cần phải làm đó là phải hoàn tất cái thủ tục để lấy cái thẻ này ngay lập tức, vì mình là sinh viên đi du học mà, nên cái thẻ này như kiểu là một cái giấy rất là hợp pháp để mình được ở bên Anh, mà không phải lo lắng gì cả. Đấy, thì đây là một lưu ý quan trọng mà các em cần phải nhớ nhé. Anh nốt thêm một cái nữa thôi là để các bạn cũng không có quá là gọi là bất ngờ rồi ngã ngửa bật ngửa khi mà nhìn thấy cái visa mà nó chỉ cho 90 ngày ấy. Lẽ ra mình đi học thạc sĩ đúng không? Mình sẽ phải thấy là visa nó phải là 4 năm, hoặc là nếu mà với các bạn học đại học thì nó phải là 3 4 năm. Nhưng tại sao người ta chỉ cho 90 ngày? Bởi vì đó chỉ là cái thời hạn của visa để mình có thể nhập cảnh vào Anh thôi. Còn lại vì sau khi mà các bạn sang bên Anh ấy, thì mình sẽ dùng cái thẻ PRP mà như chị Linh có nói ạ, là mình sẽ dùng để thay thế cho cái visa của mình luôn. Nên là nếu mà về sau mình có nộp visa xong này, nhận được kết quả visa thì cũng đừng có ngơ gọi là gì ngơ ngác rồi bất ngờ nhá, là visa nó chỉ có 90 ngày.
bởi vì là mình sẽ sử dụng cái thẻ PAP về sau để thay thế cho visa luôn. Đã. Rồi, thế thì sau khi mà các bạn có visa xong thì mình sẽ cần phải đến bước tiếp theo là các bạn sẽ cần phải làm thủ tục nhập học trực tuyến. Thế thì tại cái bước này này thì mình sẽ được yêu cầu là sẽ cần phải tạo tài khoản sinh viên. Lúc này thì các bạn sẽ thậm chí là có luôn cái email là đuôi của trường luôn. Ví dụ như các bạn nào học ở trường Warwick thì chẳng hạn thì sẽ đuôi a.warwick.ac.uk đó, kiểu kiểu thế. Và mình sẽ cập nhật các thông tin cá nhân của mình trên cái trang hệ thống thông tin của trường. Mình sẽ upload ảnh cá nhân. Lý do vì sao mình cần upload ảnh cá nhân thì mình có thể là access được vào các cái trang nguồn tài liệu của trường này, hoặc là trường người ta có thể dùng cái ảnh đó để làm cái ảnh thẻ sinh viên của mình, hoặc là cũng có thể dùng làm ảnh thẻ thư viện, hoặc là các cái ảnh thẻ để phục vụ cho các cái mục đích để ra vào các cái khu tòa nhà học của trường nữa. Thế nên là mình sẽ cần phải upload ảnh tại tại bước này. Và trước khi mà sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong rồi thì mình sẽ cần lưu ý đến việc là mình cần phải đóng học phí hay không. Thì cái này thì anh chị tư vấn ở IDP thì sẽ có cái phần plan, cái kế hoạch đóng tiền của từng trường, nên các bạn cần hỏi lại các anh chị tư vấn xem ví dụ như là với cái kế hoạch của em đi trường này chẳng hạn thì em sẽ cần phải đóng học phí vào những cái thời điểm nào. Thì có những trường là sẽ cần phải là đóng học phí tức là ngoài cái phần đặt cọc của mình đã đóng rồi đúng không, thì trước lúc mà mình đi qua bên đó học thì mình sẽ cần phải đóng thêm một lần học phí nữa. Sau đó thì nó có thể chia ra thành các cái installment để mình đóng, tức là các cái kỳ hạn để mình có thể mình đóng cho trường. Thì mỗi trường sẽ có những quy định khác nhau nên nó sẽ khá là gọi là vary giữa từng trường, nên anh vẫn khuyên là các bạn sẽ nên là chốt trường sớm để mình có thể kiểm tra với anh chị tư vấn. Anh chị có thể tư vấn cho các bạn xem là với trường này thì các thời hạn đóng học phí nó sẽ ra làm sao, để mình có thể có thông tin và sắp xếp cho cái kế hoạch tài chính của gia đình nhà mình nữa. Thì đương nhiên là tài chính thì không phải lúc nào mình cũng có sẵn tiền đúng không, mình cũng sẽ phải nhìn xem là ví dụ với kế hoạch như vậy thì bố mẹ rồi nhà đầu tư đúng không, bố mẹ mình cũng sẽ cần phải biết là lúc nào cần phải đóng tiền để bố mẹ có thể sắp xếp phần tài chính cho mình nữa. Đó. Rồi, thế thì sau khi mà các bạn đã làm xong một bước là tiến hành thủ tục nhập học online thì mình sẽ đến bước tiếp theo là mình sẽ cần chuẩn bị bay. Thì bao gồm là mình sẽ cần phải sắp xếp mua vé máy bay này, dịch vụ đưa đón tại sân bay, và cũng sẽ có sắp xếp những cái hồ sơ và dịch vụ, các cái vật dụng mình sẽ cần phải mang theo. Thì các bạn yên tâm là ở cái bước này thì ngoài cái thời gian là tháng 4 này đúng không, thì IDP sẽ có thêm một cái sự kiện nữa là vào tháng 6 sẽ liên quan đến các bước hướng dẫn trước khi bay. Trước khi mình khởi hành qua bên Anh thì sẽ cho các bạn một cái gọi là checklist các cái giấy tờ mình sẽ cần phải mang theo, hoặc là những cái vật dụng cần thiết mình phải mang qua bên kia, và cũng sẽ có một cái buổi hướng dẫn tương tự y như buổi hôm nay. Thì nên là các bạn cũng chưa cần thiết là phải gọi là có hết toàn bộ thông tin đó ngay trong buổi hôm nay đâu. Anh chị sẽ có thêm một buổi riêng nữa để có thể là chia sẻ và trang bị thêm cho mình các cái kiến thức cũng như là hành trang và kỹ năng mình có thể là dễ dàng là nhập học tại bên kia này, mình dễ dàng hòa nhập và có thể là theo học được. Đã. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ hỏi là sau khi anh chị lại nhảy một thôi một hồi đúng không, thì em sẽ cần phải làm gì? Thì anh chị sẽ highlight nhắc một số các cái điểm các bạn sẽ cần phải làm. Thứ nhất, các bạn nếu mà chưa có nộp đơn học bổng thì làm luôn giúp anh là bước nộp đơn học bổng. Bạn nào có học bổng rồi thì tiến hành ngay bước tiếp theo là chấp nhận thư mời. Và các bạn sẽ làm luôn các cái bước tiếp theo của anh, làm theo các bước gọi là bước tiếp theo giúp anh, đó là đóng đặt cọc học phí này. Mình sẽ kể cả các bạn là nào mà chưa chốt nhà, gọi là gì nhỉ, chưa đóng đặt cọc mà mình cũng đã dự định là chốt trường hoặc là chốt thành phố rồi, thì mình tiến hành luôn là mình đặt nhà ở hoặc là tìm ký túc xá dần đi. Còn các bạn nào mà cũng kiểu chưa có chốt trường, chưa chốt thành phố chẳng hạn, thì mình cứ làm trước cái bước như là TIELTS này để bổ sung điều kiện cuối này, hoặc là mình sẽ check luôn với trường đại học của mình ạ, nếu mà các bạn đang là sinh viên năm cuối, xem là về cái kế hoạch năm nay ví dụ như kinh tế quốc dân này, hoặc là ngoại thương này, hoặc là đại học Thăng Long, hoặc là đại học Hà Nội, đại học kinh tế quốc gia chẳng hạn, thì trường năm nay sẽ dự kiến là sẽ tốt nghiệp này, dự kiến là sẽ cấp bằng đại học và dự kiến sẽ cấp là bảng điểm năm cuối vào thời gian nào, thì lúc đó thì mình sẽ có cái thông tin rõ ràng để mình làm việc lại với trường hơn. Và kể cả các bạn nhé, nếu mà cũng có chưa chốt trường đi, chưa chốt thành phố đi, thì cứ tiến hành khám sức khỏe luôn giúp anh. Tại vì như anh nói đấy, sau Covid thì rất là nhiều các cái tình huống là mình sẽ có những cái vết mờ trong phổi chẳng hạn, thì mình nên khám chụp lọc phổi càng sớm càng tốt, và mình cũng sẽ nên mở số tiết kiệm dần đi, mình cứ mở dư ra một tí để nếu mà trường này mà họ yêu cầu là một mức chẳng hạn, trường kia yêu cầu một mức
Thì mình cứ mở rôi rôi ra một tí, mình cứ lấy cái trường nào mà có cái mức cao nhất đi, mình sẽ mở thêm cái đó thì nó cũng sẽ dễ hơn cho mình. Đã. Về sau nếu mà kể cả mình đi trường có mức chi phí cao nhất đúng không, thì mình vẫn có sẵn cái sổ tiết kiệm đấy rồi, mình dùng luôn cái sổ tiết kiệm đấy để mình nộp visa. Đã. Rồi. Thế thì đây là một số thông tin IDP có sum up nhanh thôi, các cái thời hạn cuối nộp học bổng của một số trường gọi là đang có mức đang đang có các cái mốc deadline gần, còn lại danh sách đầy đủ nhá thì anh chị tư vấn IDP sẽ gửi cho các bạn, hoặc là nếu các bạn cũng đang có sẵn cái list là các bạn đang nộp học bổng của các trường nào, hoặc là đang có thư mời, hoặc là đang chuẩn bị có thư mời đang nộp cho các trường nào rồi, thì cứ nhắn các anh chị IDP, các anh chị sẽ gửi cho các bạn cái thời hạn học bổng của các trường. Còn nếu mà nhìn nhanh qua đúng không, thì đây sẽ là một số các cái deadline các bạn sẽ cần phải chú ý với các bạn nào mà đang nộp học bổng của các cái trường này. Còn yên tâm là danh sách đầy đủ, các anh chị tư vấn IDP sẽ gửi lại. Ví dụ như trường Exeter này, thì giá trị học bổng một trường có thể lên đến là 100%. Và năm nay thì Exeter sẽ có học bổng là gộp luôn. Và các em có thể nhận được học bổng là 3.000, được gọi là học bổng Leadership dành cho Việt Nam là 3.000. Và mình sẽ được cộng gộp với học bổng là Global, tên đầy đủ là Global Excellence Scholarship của trường là 5.000, 10.000 và 100%. Thế nên tối đa các bạn có thể nhận được là 8.000, 13.000 và 100%. Và lưu ý nhé, thời hạn nộp của trường là 21 tháng 4. Với trường Bristol thì giá trị học bổng sẽ là 6.500, 13.000 và 26.000. Và thời hạn nộp học bổng là 24 tháng 4. Với trường Southampton thì họ có học bổng là President International Scholarship tối đa là 100% và thời hạn là 14 tháng 4, cũng đang khá là gần rồi đó. Với Aston, học bổng tối đa sẽ là 10.000 và thời hạn là 30 tháng 4. Trường Nottingham Trent học bổng tối đa sẽ là 50% và deadline sẽ là mùng 3 tháng 5. Với trường Lincoln thì học bổng tối đa của họ thì sẽ là 50% và hạn nộp sẽ là mùng 9 tháng 6. Với trường Sheffield Hallam thì sẽ là tối đa 50%, hạn nộp sẽ là 31 tháng 5. Trường Gloucestershire học bổng tối đa 50% và hạn nộp sẽ là ngày 29 tháng 5 sắp tới. Còn nếu các bạn nào đang quan tâm đến các học bổng Grad, nó sẽ có một số trường năm nay thì có join học bổng Grad này, bao gồm nếu anh nhớ không nhầm là có trường Aston, có trường East Anglia, có trường Edinburgh này, có trường Hull và trường Westminster, thì tối đa học bổng này sẽ cho các bạn là 10.000. Và các bạn nên lưu ý là học bổng này là học bổng của chính phủ Anh nhé, sẽ rất là danh giá đó. Và học bổng của Grad sẽ có deadline là 31 tháng 5. Và cũng cùng ngày 31 tháng 5 nữa thì sẽ có thêm một bổng nữa sẽ đóng đơn. Đó là học bổng Global Wales. Đây là học bổng của chính phủ Wales. Cũng là học bổng theo dạng chính phủ, cũng sẽ rất là danh giá đó. Họ sẽ có cái mức học bổng giá trị tối đa là 10.000 cho các bạn. Và nó sẽ dành riêng cho các trường đại học tại xứ Wales. Thì nếu mà điểm nhanh qua thì sẽ có các trường như là trường Cardiff Uni này, có trường Cardiff Met này, có trường South Wales, có trường Bangor, và một số các trường đại học khác tại xứ Wales, thì nó có đâu đó khoảng độ tầm 8 trường ạ. Anh nhớ đâu đó khoảng độ tầm 8 trường. Thì nên là các bạn có thể là cân nhắc nếu mà các bạn cũng đang quan tâm đến học tại một chỗ mà sẽ có cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp, về mặt là các bạn có thể có cái trải nghiệm đi học nó sẽ đa dạng và phong phú hơn, trong việc mình có thể có những trải nghiệm đi thăm thú đâu đó và có mức chi phí là rẻ, thì các bạn có thể cân nhắc đến việc là học tại xứ Wales. Đó. Rồi, thì một số các hỗ trợ hấp dẫn của IDP thì mình sẽ quay lại với cái clip lúc đầu đúng không? Các bạn sẽ thấy là mình có một cái video rất là đẹp ghi lại, ghi nhận lại các hình ảnh tại London và tại thành phố Brighton. Thì đó là cái video được ghi hình bởi anh Tùng Phan. Lý do vì sao mà anh lại show cái clip đấy là bởi vì nó có liên kết đến cái phần này. Vì anh Tùng thì đang là giám khảo của chương trình là hỗ trợ viết luận cho các bạn. Thì các bạn khi mà làm hồ sơ với IDP thì sẽ nhận được một combo hỗ trợ trong phần là sửa cả bài luận SOP lẫn là cả bài luận đi xin học, lẫn là bài luận xin học bổng của mình nữa. Nên là các bạn có thể là pick ra những cái trường mà mình đang ưu tiên cho phần là mình muốn lấy thư mời, hoặc là trường nào mình ưu tiên muốn lấy học bổng, thì các bạn cứ viết nháp các cái đơn xin học bổng của các trường, thì anh Tùng sẽ là người trực tiếp là sẽ comment sửa và đưa ra các cái hướng để mình có thể là chinh phục được học bổng của các trường dựa trên bài luận mà các bạn có viết đó.
Thì profile của anh Tùng anh cũng có liệt kê ở đây. Và bạn lưu ý nhé, là về mặt thời hạn của chương trình là sẽ chỉ kéo dài đến 30 tháng 4 thôi. Nên bây giờ đã là hôm nay là mùng 9 tháng 4 đúng không? Các bạn đâu đó chỉ còn khoảng một vài ngày nữa thôi. Trong khi đó deadline học bổng của các trường thì có những học bổng đã là 21 hoặc là 24 tháng 4, thậm chí là 14 tháng 4 rồi. Nên mình cố gắng là mình nhanh chóng, mình hoàn thành các bài viết luận đi. Thì anh Tùng mình sẽ có thời gian để giúp các bạn là sửa lại bài viết luận này, làm sao cho nó thuyết phục nhất, làm sao để mình có thể làm nộp đâu chúng đó. Và anh Tùng thì đã từng được học bổng toàn phần Chevening của niên khóa là 2017-2018. Anh Tùng đã tốt nghiệp loại giỏi nhé của trường đại học Sussex tại Anh Quốc, và top 120 và top 100 các trường hàng đầu trên thế giới và thuộc top 20 tại Anh. Và anh Tùng cũng đã có những lần mà đạt điểm IELTS là lên đến 8.5 và 9.0, và cũng đã đại diện tham gia rất là nhiều các chương trình về giao lưu thanh niên này, hoặc là tham gia các chương trình hỗ trợ cho các bạn sinh viên ở Việt Nam, và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc là làm việc tại các lĩnh vực khác nhau như là giảng dạy, báo chí và truyền hình. Trước khi đi du học ở anh Tùng cũng đã từng làm biên tập viên trong đài VTV, nên là về mặt là liên quan đến ngôn ngữ này hoặc là liên quan đến văn phong về mặt báo chí viết lách, thì anh tin là anh Tùng sẽ có thể giúp cho các bạn là định hướng lại cái bài luận của mình, cách viết làm sao cho nó phù hợp và có thể dễ dàng chinh phục được ban tuyển sinh cũng như là ban xét học bổng của các trường. Đã. Rồi, thế thì những cái hỗ trợ khác của IDP thì thứ nhất là trong thời gian này thì IDP vẫn đang có chương trình hỗ trợ lệ phí dịch thuật. Nên nếu các bạn vẫn chưa nộp hồ sơ cho trường thì có thể là gửi hồ sơ mà cần phải dịch thuật ạ. Thì IDP sẽ hỗ trợ cho mình cái chi phí dịch thuật này. Ngoài ra là mình cũng sẽ được tặng một chiếc SIM UK là gift card trước khi mà mình bay qua bên Anh. Nhưng thì các bạn học sinh của Anh thì vẫn rất là nhiều bạn là qua bên kia rồi vẫn sử dụng cái SIM mà từ phía IDP có tặng cho lúc đầu luôn. Thì nó vẫn rất là tiện dụng luôn và mình hoàn toàn có thể là sử dụng được nhiều nơi tại Anh. Đương nhiên là bởi vì là về mặt SIM card đúng không? Đôi khi cũng khá là giống tại Việt Nam, đôi khi mình cũng đến cái khu mà nó hơi xa quá này hoặc là nó chưa có được phủ sóng tới, thì đương nhiên là vẫn sẽ có những cái tình huống là mình không có kết nối được với cả mạng. Nhưng mà các cái thành phố lớn này, thành phố đông sinh viên quốc tế và phổ biến thì anh thấy là đều sử dụng được SIM gift card này. Thậm chí có những bạn học sinh thì anh hỏi là bây giờ em còn dùng SIM đấy không, thì vẫn đang bảo là có, em vẫn đang dùng. Đã. Anh thấy là nó khá là phổ biến ở bên kia. Đã. Và IDP cũng sẽ tặng cho bạn cái ổ cắm chuyển đổi, tại vì bên Anh thì về mặt là ổ điện nó hơi khác với Việt Nam, nên là các bạn sẽ có cái ổ chuyển đổi này để mình có thể là mang theo và mình có thể là dễ dàng sử dụng trong quá trình mình học tập và sinh sống tại Anh. Đã. Rồi, thì đây là một số thông tin đến cái văn phòng của IDP đang có tại Việt Nam. Thì bạn có thể liên trực tiếp văn phòng hoặc là liên hệ qua website hoặc là qua Facebook thì đều contact được với các anh chị tư vấn. Nếu các bạn đã có cái kênh liên hệ qua Zalo hoặc là qua Facebook rồi đúng không? Thì cứ nhắn qua Zalo hoặc là qua Facebook hoặc là có điện thoại anh chị rồi thì cứ contact trực tiếp để các anh chị có thể hỗ trợ mình nhé. Được. Thì đấy là một số các cái chia sẻ của anh chị. Thì mình sẽ có một cái phần là Q&A ở cuối á. Thì anh có thấy một số câu hỏi của các bạn rồi. Thì chắc là anh sẽ đi xem là có câu hỏi nào để mình có thể giải đáp được trước nhé. Còn nếu các bạn nào tiện mở mic này hoặc là nếu không bạn có thể là tiếp tục thả vào các cái câu thả câu hỏi của mình nhé trong phần là chat box, thì anh Tuấn Anh và chị Linh sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi ha. Anh thấy bạn Đào Hưng Quỳnh có hỏi ở đây là hiện tại thì em chưa biết là em sẽ ở một mình hay là ở với bạn thì làm sao ạ? Do em nhận được offer rồi nhưng mà bạn em chưa nhận được. Thì nếu mà để xét nhanh về mặt hồ sơ ấy, thì em có thể là em thử trao đổi lại với anh chị tư vấn xem là khả năng mà bạn của em ấy có offer của trường đấy được hay không. Nếu mà mình có khả năng có offer được của trường đó thì mình cứ tiến hành cái bước là tìm nhà dần đi, hoặc là mình có thể tiến hành song song tìm nhà ở nhiều chỗ. Thì như anh nói ấy, mình cứ tiến hành là tìm nhà trước, còn trường người ta vẫn sẽ cho mình là cái trường này hoặc là bên đơn vị cung cấp nhà ở, ví dụ như bên Unilodger thì người ta có thể đưa cho mình cái offer về mặt nhà ở trước, còn mình vẫn sẽ có thời gian để mình sẽ accept cái việc là có ở trong cái nhà ở đó hay không, thì mình cứ tiến hành song song đi. Còn nếu mình cần thêm thời gian để mình đồng ý là ở chốt về phương án nhà ở nào thì em vẫn cứ trao đổi lại với trường hoặc là trao đổi lại với cả bên đơn vị cung cấp nhà ở được nhá. Nên không không lo trong việc là mình đăng ký thì nhà ở là mình phải ở luôn đâu, vì mình là sẽ có quyền lựa chọn. Nó cũng giống như việc là em đi khảo sát nhà, bây giờ có độ hai ba bốn bên nhà người ta cung cấp cho mình đúng không, mình sẽ được quyền lựa chọn ở với bên nào. Đã.
Thế nên là cũng cứ yên tâm thử tìm hiểu một số các phương án tìm nhà luôn đi, thì nó cũng sẽ kiểu đỡ cho em trong phần là mình sẽ hơi bị cục với phần là vì sao mình đăng ký tìm nhà hơi muộn, thì lúc đấy lại hết nhà mình mong muốn rồi, ở lại xa mà lại phải trả cái chi phí nó khá là đắt nữa. À. Rồi, anh thấy thêm có bạn Sang cũng đang hỏi là em đang chưa nhận được kết quả học bổng, nhưng hôm trước trường cho offer thì nhà đã xếp rồi, thì trường có vì vậy mà refuse cấp học bổng không? Không em nhé. Không sao cả đâu, vì cái việc là mình accept nhận offer ấy, thì nó mới đang thể hiện là việc mình đang có interest, mình đang có mong muốn là học tại trường thôi. Còn lại thì sau khi mà em phải đóng đặt cọc với trường cơ, thì nó mới thể hiện được cái commitment của mình với trường. Nên thực tế là nếu các bạn còn nhấn accept trước lúc mà mình có offer ấy, thì đấy cũng là một cái lợi thế. Khi mà trường người ta thấy là mình cũng đang có cái mong muốn, có cái dự định là học tại trường của họ, đó, thì nó cũng đã thể hiện là cái mức mong muốn của mình nó cao hơn rồi. Còn việc nộp hồ sơ đúng không, chỉ đơn thuần là mình nộp hồ sơ ở là tôi đang muốn học ở trường của ông bà đấy, nhưng mà với việc là mình lại còn nhấn nút accept đó, thì nó càng thể hiện là cái mong muốn của mình ở mức độ là cao hơn, nó thể hiện được là cái nguyện vọng mình muốn học tại trường. Anh chị em ơi, chị có thể xin file trên được không? Dạ có chị ạ, em sẽ gửi lại cho chị cái file này để mình có thể là có những cái lưu ý về mặt là quá trình mà mình sẽ cần phải chuẩn bị các bước sau khi mà mình có được thư mời. Ở đây thì sẽ có những cái phần em sẽ cần phải sửa lại thông tin ấy, nhưng vừa rồi em có bỏ lại lộn một chút cái thông tin liên quan đến phần là cái phí của IHS thì nó sẽ là 624 bảng, thì em sẽ sửa lại, em sẽ gửi lại cho các bạn học sinh và các quý phụ huynh cái file này, thì mình sẽ có cái thông tin nó chính xác nhất ạ. Sau buổi ngày hôm nay con chị đến tháng 12 này mới tròn 18 tuổi, thì có thể thuê nhà ở ngoài được không? Cái này chắc là mình em nghĩ là thường là nếu mình ở trong thường là các bạn dưới dưới 18 tuổi thì sẽ hay được khuyến khích ở trong ký túc xá hơn, thì mình sẽ ở trong ký túc xá của trường, nhưng mà thường nếu ở trong ký túc xá thì người ta lại rất là gọi là ít khi có những cái gọi là hợp đồng mà nó sẽ đâu đó khoảng độ tầm 3 tháng, tại vì mình cũng hiểu là cái năm học của bên anh ấy, thì nó lại là năm học theo dạng là 9 tháng. Đó. Mà nếu mà bây giờ con chỉ ở 3 tháng thì lúc mà con dọn ra thì nó đâu đó khoảng độ tầm tháng 12, thì lại rất khó cho các trường trong việc là người ta có thể tìm được một bạn để thế được cái chỗ cho con mình khi mà con mình dọn ra ngoài. Nên thành ra với các trường ở bên Anh em hay thấy người ta sẽ yêu cầu ký là ký nguyên cho cả một năm, tức là 9 tháng học thì mình sẽ dọn ra ngoài đâu đó khoảng độ tầm tháng 6, thì mình có thể cân nhắc về việc là thôi thì mình đang là các bạn ấy cũng là năm 1 cũng mới chân lớp chân giáo qua, thì mình có thể là ở tạm trước 9 tháng đầu tiên thì để các bạn ấy quen được với cái môi trường học ở bên đó, còn lại thì sau đó mình sẽ có thể là mình chuyển ra bên ngoài được bắt đầu từ năm thứ hai ạ. Anh Thế Bảo có hỏi ở đây là về phần nhà ở em muốn làm việc trực tiếp với ký túc xá thay vì làm việc qua trường có được không ạ? Vì khi sang bên đó em vẫn chưa đủ 18 tuổi. Bảo là hình như là em sẽ học ở trường Aston đúng không? Thì cũng là một cái khá là mừng là với trường Aston thì họ sẽ có cho em là ở được theo kỳ nhá, tức là em sẽ có thể ở được một kỳ đầu tiên là em sẽ là chờ đến lúc em đủ 18 tuổi thì em sẽ ở được kỳ đầu tiên trong ký túc xá, còn lại sau đó thì em sẽ nếu mà em vẫn muốn ở trong ký túc xá mình có thể ở tiếp tục trong trường, còn nếu không mình sẽ cần phải move ra bên ngoài. Nhưng mà anh cũng khuyên là nên ở luôn cái năm đầu, vì nếu không á, nếu mà em đang em tức là em ra ngoài vào cái tháng 12 đấy thì thực sự mà nó là cái quãng thời gian hơi khó để tìm nhà đó. Tại vì là thường nếu các bạn ở ấy, thì các bạn nghĩ cũng sẽ hay ở nguyên cái năm đầu. Nên thành ra là vào cái tháng 12 đó thì nó lại ít có cái tình trạng là nhà nó được nhả ra. Nên là việc là em sẽ tìm nhà vào khoảng thời gian tháng 12 mà nó cũng gần với thời gian mà kiểu liên quan đến các lúc mà người ta sẽ nghỉ lễ, kiểu nghỉ lễ Giáng sinh rồi năm mới á, nên nó sẽ khá là khó khăn trong việc tìm nhà. Nên nghĩ là nếu mà với em thì thôi thì cứ cố gắng là tạm ở trước một cái năm học đầu tiên, còn nếu em vẫn muốn là ở trước một kỳ thôi để đến lúc chờ đủ 18 tuổi thôi ạ, thì vẫn cứ ở trong ký túc xá của trường, còn ngay lúc em qua là em đã phải gọi là sục sạo đi tìm nhà luôn xem có nhà nào mà sẽ gọi là available, sẽ gọi là có thể thuê cho mình vào tầm tháng 12 hay không, thì ngay lúc đó ngay lúc sang là mình đã phải đi tìm nhà luôn rồi, còn nếu không mà chờ đến tháng 12 đến lúc mùa lễ hội ạ mà mình mới bắt đầu đi tìm nhà là cũng khó, rất là khó khăn đó.
Anh thấy bạn Linh có nhắn là em có thể khám sức khỏe ở công ty à, em có khám sức khỏe công ty thì có dùng được kết quả đó không? Cái này là không đâu Linh ạ. Mình vẫn sẽ phải là khám sức khỏe theo chỉ định của đại sứ quán đó. Tại vì là họ sẽ yêu cầu là khám chỉ định ở các phòng khám được đại sứ quán người ta công nhận, là em sẽ khám ở một trong hai cơ sở để anh sẽ show lại cho em cái các cái cơ sở của mình nhé. Khám sức khỏe đúng không? Đây. Khám sức khỏe thì hiện tại họ đang chỉ định là ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai chỗ là được ở đại sứ quán người ta công nhận các kết quả khám. Thì sẽ ở Hà Nội thì sẽ có hai cơ sở, sẽ có hai chỗ được khám. Một là ở văn phòng IOM thì nó sẽ ở tòa nhà Kiêng Nam, chỗ đường Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm. Còn nếu mà em cũng có thể là gần gần khu kiểu Hồ Tây các thứ hơn chẳng hạn, hoặc là từ trong phố đi ra cũng sẽ thuận tiện hơn, thì có thể cân nhắc khám ở phòng khám Raffles là 51 Xuân Diệu. Còn nếu ở Hồ Chí Minh có hai cơ sở là ở 1B Phạm Ngọc Thạch và Raffles thì ở 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó. Còn mình sẽ không có sử dụng được kết quả khám sức khỏe của công ty để nộp được đâu. Đó. Bạn Quỳnh anh thì cũng hỏi là nếu em accept offer của một trường rồi nhưng muốn apply một trường nữa thì có sao không ạ? Và nếu trường mới apply cũng đưa em offer thì lúc đó em có phải hủy offer của trường trước đó không? Và accept offer của hai trường là không được đúng không ạ? Em vẫn có thể em apply được một trường nữa nhé. Nhưng em cũng nên cân nhắc xem là với việc nộp thêm một trường nữa thì cái thời gian trường sẽ trả em thư mời nó là bao nhiêu lâu. Và kể từ lúc trường trả thư mời cho đến lúc mà deadline học bổng của trường thì nó còn có nhiều hay không? Vì các trường ở bên Anh ạ, thì với các học bổng em sẽ cần phải nộp đơn ạ. Người ta bắt buộc em là cần phải có thư mời thêm mới được nộp học bổng. Nếu bây giờ em muốn nộp thêm một trường nữa thì mà nhỡ đâu em lại không có kịp thư mời trước lúc mà học bổng người ta đóng đơn thì coi như là mình cũng nộp thì để có thư mời thôi, chứ thực tế là mình lại không có nộp học bổng được thì nó cũng khá là phí cái công sức em sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ. Còn trong trường hợp là mình accept offer rồi mà mình không đi trường đó cũng không sao cả đâu em ạ. À. Tại vì là với như anh có nói ấy, phải với điều kiện là em sẽ phải đóng đặt cọc thì nó mới thể hiện cái cam kết của em với việc học tại trường cơ. Nên kể cả em có accept offer rồi nhưng em không có đóng đặt cọc thì về sau khi có người ta đầy chỗ người ta vẫn sẽ gọi là reject, sẽ là từ chối mình khỏi cái khóa học đó. Còn lại về việc là em accept offer của hai khóa cũng không sao cả. Vì việc nó vì vì nói đấy nó vẫn chưa thể hiện được cái commitment của mình. Và lúc nào em đóng tiền đặt cọc cơ thì lúc đó thì mình sẽ cần là đóng đặt cọc trong một trường thôi. Đi khám sức khỏe thì anh thấy bạn Hoàng có hỏi là khi đi khám sức khỏe thì khám vì lý do gì và chọn loại khám nào ạ? Nó chỉ có một loại hình khám duy nhất thôi Hoàng ạ. Mình sẽ đăng ký với họ là mình sẽ khám lao phổi. Em có thể gọi điện hoặc là anh chị tư vấn IDP có thể gọi điện cho em. Anh chị sẽ đặt lịch cho em là khám vào ngày này giờ này đó, và nó sẽ chỉ có một hạng mục duy nhất thôi là chụp lao phổi. Và em đến đấy thì mình sẽ điền đơn xác nhận khám tại đấy này, rồi người ta sẽ đưa mình vào chụp lao phổi là xong thôi, cũng không cần phải kiểu xét nghiệm viêm gan A hay viêm gan B hay gì cả đâu, nó chỉ có một hạng mục duy nhất là khám lao phổi thôi, và mình cũng không không cần phải đưa ra lý do gì. Lúc bọn anh lúc anh chị có gọi điện ấy, thì cũng sẽ chỉ đăng ký với họ là em đang muốn là chụp lao phổi để đi Anh, thì người ta sẽ sắp xếp em vào đúng cái loại hình khám đó. Là nếu mà như vậy thì mình sẽ chỉ khám lao phổi thôi chứ mình sẽ không khám tổng quát sức khỏe luôn ạ. Đúng rồi em ạ, bởi vì đi Anh người ta sẽ không có yêu cầu là khám các bệnh khác như kiểu là viêm gan B, viêm gan C hay là các cái gọi là thử máu với các thứ như các nước khác đâu. Họ sẽ chỉ có một hạng mục duy nhất thôi, đó là chụp lao phổi. Vì bên Anh người ta sẽ chỉ cấm nhập cảnh với các bạn là bị vấn đề về lao phổi thôi. Đó. Thì kiểu châu Âu trước đây thì cũng trải qua một cái giai đoạn là kiểu họ phải gọi là hứng chịu cái dịch về mặt lao phổi đó, nên là người ta sẽ hơi gắt gao trong phần là xác nhận phần nhập cảnh đó, nên là các bạn chỉ cần là không mắc lao phổi là được. Còn kể cả các bạn có viêm gan B thì các bạn vẫn đi Anh được như bình thường đó. Còn nếu mà các bạn cũng muốn là an toàn hơn thì các bạn có thể là khám tổng quát trước khi đi du học, nhưng thì cũng là một cái tốt để mình có thể biết được là cái tiền sử bệnh tật ấy, lúc mà mình đi mình có thể mang theo cái thuốc nọ thuốc kia thì cũng là tốt để chuẩn bị trước đó. Anh thấy Huy cũng có hỏi thêm là một số khóa học thì sẽ có chương trình placement year. Nếu đăng ký thì mình sẽ đóng học phí cho trường và trường sẽ sắp xếp cho mình thực tập ở doanh nghiệp vào năm thứ hai. Và nếu thực tập thì mình có lương hay không ạ? Rồi,
Với chương trình được gọi là placement year đó, thì một số trường người ta sẽ cam kết là sẽ có việc, hoặc một số trường người ta thậm chí là sẽ còn cam kết là sẽ có việc và có trả lương. Tuy nhiên là không phải trường nào cũng có cam kết như vậy. Cũng có những trường người ta sẽ có cái chương trình gọi là placement là năm 2, nhưng người ta cũng không có cam kết là sẽ có việc, mà người ta sẽ cam kết hỗ trợ là giúp mình tìm việc thôi. Thì người ta sẽ có những phòng ban để hỗ trợ em trong phần là review lại cái CV này, rồi là sẽ giúp mình là làm các cái bài test mà các bên nhà tuyển dụng người ta có thể yêu cầu, hoặc là sẽ có thể hướng dẫn em trong phần là interview được với các cái nhà tuyển dụng. Còn lại cái yếu tố phụ thuộc nhất với việc là mình có nhận được việc hay không thì vẫn là ở phía mình. Còn với những trường mà người ta có cam kết đó, thì người ta sẽ có thể là sắp xếp cho em những công việc khác nếu mình không tìm kiếm được công việc như mong muốn, thì bản thân trường người ta cũng sẽ có những cái vị trí nó sẽ gần với cái ngành nghề của em chẳng hạn, thì người ta có thể sắp xếp cho mình làm việc ngay tại trong trường. Còn trả lương thì đôi khi nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái mức độ em điêu lương với cả các cái doanh nghiệp tại Anh nữa, hoặc các cái doanh nghiệp tại địa phương, thì mình có thể điêu được các mức lương nó phù hợp. Còn với việc là nếu em cũng đang cân nhắc về việc là sẽ có năm placement, thì anh khuyên là sẽ nên xin việc luôn tại thời điểm em qua bên kia em học. Tại vì cái cycle tuyển tuyển dụng bên Anh á, nó sẽ khá là lâu. Nó không nhiều giống như ở Việt Nam mà đâu đó khoảng độ tầm mấy tuần hoặc là 1 2 tháng mình có được việc đâu, mà mình sẽ cần phải giải hồ sơ khá là lâu. Và đôi khi khi mà các bạn làm đôi khi nó cũng sẽ có những yếu tố về mặt văn hóa nó khác nhau, thì lúc mà mình mới sang ấy, mình chưa biết cái test về mặt tuyển dụng bên đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà qua cái quá trình mà mình có giải hồ sơ này, mình giải cái CV của mình này, mình biết là mình sẽ phải thay đổi lại cái chiến lược xin việc ra làm sao, mình sẽ phải sửa lại trong CV như thế nào, hoặc là mình update các thông tin trên trang là bây giờ bên anh thì hay tìm được qua LinkedIn đó, thì các bạn sẽ biết cách là xem update các thông tin trên cái trang web đó như thế nào để có thể là get được cái test của nhà tuyển dụng. Và đôi khi là các bạn đi phỏng vấn xong thì các bạn đôi khi là cũng fail đúng không, chứ đâu phải là ai là phỏng vấn một lần là đỗ ăn ngay được đâu. Đôi khi mình cũng fail, thì qua những lần fail đấy thì các bạn sẽ biết là em sẽ cần phải điều chỉnh lại trong các câu trả lời của mình như thế nào, hoặc là mình sẽ lại quay lại với bộ phận hỗ trợ tuyển gọi là hỗ trợ xin việc của trường, thì lúc đó người ta sẽ hướng dẫn em trong phần là mình sẽ trả lời lại các câu đó ra làm sao đó. Anh thấy Quỳnh có hỏi thêm là em dự định học thạc sĩ luật ở Westminster, thì không biết trường có cho ở ký túc xá theo kỳ không? Theo anh nhớ nhé, tại vì anh cũng có các bạn học ở trường Westminster rồi, cho cả bậc đại học và cho cả bậc thạc sĩ, thì Westminster không có theo kỳ, mà nó sẽ là contract theo cả một cái năm học luôn, thì nó sẽ đâu đó khoảng độ tầm từ 38 cho đến 40 tuần. Hoặc là nếu mà có khu nào mà ở lâu gọn thì sẽ là khoảng 42 tuần đó. Chứ nó lại không có ở theo kỳ. Anh thấy Bình có hỏi là cho em hỏi là học phí thông thường sẽ đóng theo cả một năm luôn hay đóng theo từng kỳ, nguồn tiền đóng học có phải là từ sổ tiết kiệm không? Thứ nhất là thường là với bậc thạc sĩ nhá, thì họ sẽ có cho đóng theo kỳ. Còn lại với các chương trình đại học thì cũng tùy từng trường đó. Đặc biệt là các bạn học các cái chương trình như kiểu dự bị đại học chẳng hạn, thì thường người ta sẽ yêu cầu đóng trước học phí nguyên của cả một năm đầu. Còn lại các bạn học thạc sĩ thì mình sẽ được đóng theo kỳ. Khi mà các bạn là làm là gọi là gì nhỉ? Online enrollment, tức là kiểu đăng ký nhập học trực tuyến với trường ạ, là mình có thể có lựa chọn là mình đóng full luôn hoặc là mình sẽ đóng theo kỳ. Thì tại thời điểm đấy mình sẽ được chọn, và về sau khi mà đến cái thời điểm đóng ạ, trường người ta sẽ gửi cho mình cái invoice là cái hóa đơn để mình có thể đóng tiền cho trường. Nguồn tiền đóng học là có phải từ tiền sổ tiết kiệm mà không, là có thể từ tiền sổ tiết kiệm. Còn lại thì các bạn yên tâm là khi mà các bạn có visa á, là các bạn có thể rút luôn sổ tiết kiệm luôn rồi, mình không cần phải để nguyên cái sổ tiết kiệm đó, tại vì người ta hiểu là các bạn có sổ tiết kiệm đó để chứng minh tài chính khi đi du học thôi. Còn đương nhiên các bạn có visa rồi, bây giờ lại còn phải lục đục đi mua vé máy bay này, rồi còn phải là kiểu sắp xếp chỗ ăn chỗ ở rồi đóng học phí nữa, thì mình có quyền được rút cái sổ tiết kiệm đó ra. Còn lại nếu, nếu các bạn nào mà cũng muốn để tiền trong sổ tiết kiệm thì không sao cả, mình cứ để trong đó thôi. Cho chị hỏi sổ tiết kiệm mở tương đương với tiền học phí và sinh hoạt phí một năm mà. Dạ đúng rồi chị ạ. Với các bạn nào mà học thạc sĩ thì mình sẽ chỉ cần chứng minh cho trình đáng học, còn với các bạn là học ở các chương trình dự bị này, hoặc các chương trình năm nhất quốc tế, hoặc các chương trình đại học, thì mình cũng chỉ cần chứng minh cho một năm học đầu tiên thôi, tức là 9 tháng học đầu tiên, mình sẽ không cần phải chứng minh cho cả 3 hoặc là cả 4 năm học đâu ạ.
biết là có bạn và các anh chị nào có thêm câu hỏi nào không ạ? À, Quỳnh có hỏi là em có thể liên hệ với chị đang làm hồ sơ cho em để đặt lịch khám. Dạ đúng, đúng rồi nhá Quỳnh nhá. Em có thể liên hệ với chị tư vấn đang hỗ trợ em để chị có thể là giúp em là đặt lịch khám sức khỏe được nhá. Em đang muốn hỏi về vấn đề gia hạn visa sau khi học xong thạc sĩ. Mình cần phải xin được việc hoặc thực tập rồi mới được gia hạn hay có thể nộp đơn ngay khi học xong ạ? Tuyết Anh sẽ trả lời câu hỏi này của em nhé. Với câu hỏi này thì bên Anh người ta sẽ không có cái điều kiện trong việc là mình sẽ phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn nào về mặt là kiếm được việc thì mới được ở lại đâu. Họ sẽ mặc định là các bạn học một khóa học từ bậc đại học trở lên thì sẽ được ở lại Anh là từ 2 đến 3 năm sau tốt nghiệp. Thì với chương trình thạc sĩ thì mình sẽ được ở lại là 2 năm sau tốt nghiệp. Và cái điều kiện của họ chỉ là em hoàn thành xong chương trình thạc sĩ thôi. Tức là thời điểm đó mình sẽ cần phải có bằng thạc sĩ và có bảng điểm thạc sĩ để xin được. Còn em sẽ không cần phải là xin được việc. Hoặc là có những bạn của anh còn thậm chí là sử dụng 2 năm đó để đi du lịch. Hoặc là sử dụng 2 năm đó để đi tham gia các chương trình tình nguyện tại bên Anh cơ. Mà không cần phải bất kỳ giấy tờ chứng minh cho cái vấn đề đó cả. Nó chỉ có cái là em sẽ cần phải bổ sung cái bằng đại học và bằng sorry bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ thôi, cộng với việc là mình sẽ cần phải trả thêm cái chi phí bảo hiểm y tế, tại vì lúc đầu là mình sẽ chỉ trả cho năm thạc sĩ đầu tiên thôi, nhưng mình xin ở lại thêm 2 năm thì bởi vì mình vẫn là theo dạng là visa kéo dài thêm của sinh viên quốc tế nên mình vẫn sẽ phải cần trả cho cái chi phí bảo hiểm để phòng trừ những trường hợp mà mình có những cái rủi ro về mặt sức khỏe hoặc là về mặt y tế chẳng hạn thì mình có thể sử dụng bảo hiểm đó để chi trả được. Đúng rồi nha Linh ơi, sau khi 1 năm học thạc sĩ thì mình có thể extend visa để ở lại 2 năm tiếp theo để làm. Là đúng rồi. Và như nói đó là mình sẽ chỉ cần là bổ sung cái điều kiện là về mặt là bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ thôi. Còn người ta không bắt các bạn là phải có việc, không bắt là phải làm việc theo cái lĩnh vực hoặc ngành nghề nào cụ thể nào cả. Miễn là làm sao có mình có được bằng thạc sĩ và mình có bảng điểm thạc sĩ là được. Và mình cũng tránh trong việc là mình sẽ học lại các môn nhé. Tại vì là với việc học lại các môn thì đôi khi là nó sẽ kéo dài thêm cái thời gian visa của em và nó sẽ không, tức là nó sẽ không kết thúc đúng so với cái lộ trình ban đầu của thư CAS nên nó cũng sẽ khá là rủi ro. Nên các bạn cố gắng là qua bên đó thì cái mục tiêu chính của mình vẫn là đi học. Thì nếu các bạn vẫn đặt mục tiêu là ở lại để làm việc được thì mình sẽ cần là hoàn thành xong chương trình học của mình theo đúng cái lộ trình. Trong trường hợp có vấn đề về giấy tờ bên đó thì không biết IDP có văn phòng hỗ trợ bên đó không ạ? IDP thì có văn phòng tại London để có thể hỗ trợ các bạn trong những trường hợp cần thiết. Tuy nhiên là anh vẫn khuyến khích là em có thể liên hệ lại với IDP tại Việt Nam thì các anh chị sẽ hiểu hơn về mặt hồ sơ của em. Nên là kể cả các thủ tục liên quan là gia hạn visa ở lại sau tốt nghiệp thì các anh chị có thể là gửi cho các bạn những cái giấy tờ cũ được. Nếu mà trong trường hợp là em cần hoặc là về vấn đề là điền form anh chị vẫn có thể hỗ trợ tư vấn cho em xem là nếu mà mình điền cái đơn xin ở lại 2 năm sau tốt nghiệp đó là mình sẽ cần phải điền như thế nào đó, anh chị ở phía Việt Nam để hiểu hơn về mặt hồ sơ của từng bạn thì em có thể get back lại về IDP tại Việt Nam được nha, còn IDP thì vẫn có văn phòng hỗ trợ tại London. Em cứ giữ contact với chị làm hồ sơ cho em tại IDP Việt Nam. Đúng rồi em ạ. Em có thể keep contact với chị nhé. Còn thường là nếu mà về sau các bạn sẽ hay liên hệ qua qua email hơn á. Thì các bạn cũng yên tâm là nếu trong trường hợp là có những cái thay đổi về mặt là nhân sự á, thì các bạn cũng sẽ được contact với các bạn chuyên viên tư vấn mới ở IDP hoặc là khi các bạn có gửi các cái email cho các chị tư vấn cũ thì nếu mà trong trường hợp các bạn nào các anh chị tư vấn đó không có con làm việc tại IDP nữa thì mọi cái email nó sẽ được đổ về các anh chị tư vấn khác để có thể tiếp tục hỗ trợ cho mình, nên là mình cứ yên tâm là vẫn sẽ có người để hỗ trợ cho mình nhé.
Không biết là có các quý vị phụ huynh hoặc là các bạn học sinh nào có thêm các câu hỏi không ạ? Hiện tại thì đã là gần 12 giờ và rất là cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã ở từ đâu đó khoảng tầm là 9:30 đúng không ạ? Còn thậm chí em thấy có những bạn là vào khá là sớm, từ khoảng hơn 9 giờ là đã có trong phòng Zoom của mình rồi. Thì các bạn cứ yên tâm là sau buổi này thì các bạn tư vấn ở IDP sẽ gửi cho các bạn học sinh và quý vị phụ huynh một cái bảng lộ trình sau khi có thư mời thì sẽ rất là chi tiết các bước tiếp theo mình sẽ cần phải làm gì và cũng sẽ có gửi kèm cái phần slide của buổi chia sẻ ngày hôm nay để mình cũng có thể nắm được các bước tiếp theo nó rõ ràng hơn và có thể chuẩn bị lên kế hoạch cho phần là tài chính của mình để thời điểm nào mình sẽ cần phải chi trả những cái gì chẳng hạn. Thì chắc là nếu các bạn cũng không có thêm câu hỏi nào thì từ phía IDP sẽ rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu mọi người có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc là thắc mắc nào thì có thể liên hệ với các bạn tư vấn ở IDP. Còn sẽ rất là mong được gặp lại mọi người trong buổi chia sẻ tiếp theo. IDP thì đang dự kiến là sẽ có một buổi là vào tháng 5. Buổi tháng 5 thì IDP đang mong muốn là sẽ tổ chức một sự kiện là trực tiếp, là face to face và sẽ là một buổi theo dạng là không có hội thảo như này mà sẽ là gọi là networking thôi. Thì là cơ hội để các bạn có thể là bắt đầu là gọi là tìm cả được rồi. Tức là khoảng tháng 5 đó các bạn có thể tìm cả. Các bạn có thể là kiểu là tháng 5 đó mình vẫn có thể mình tìm nhà được nhá. Thì cái buổi đó sẽ đâu đó khoảng độ tầm là trong tuần đầu hoặc là tuần thứ hai của tháng 5 thì để các bạn có thể có cả để tìm nhà. Các bạn lúc đấy là đã bắt đầu là chốt được trường rồi này hoặc là chốt được thành phố theo học rồi thì lúc đó mình có thể là kết bạn này, làm quen với các bạn thì nó sẽ theo dạng là networking hơn. Còn một sự kiện nữa sẽ đâu đó vào khoảng là trung tuần tháng 6 thì sẽ là có một buổi hướng dẫn trước khi lên đường để các bạn có thể có hình dung hơn, cụ thể hơn về quá trình mình xin visa rồi lúc mà mình sẽ cần qua bên kia nhập cảnh như thế nào này hoặc là cho cái quá trình mà mình sẽ gọi là ổn định học tập và sinh sống tại bên đó. Đã. Thì rất mong là sẽ tiếp tục được gặp các bạn là trong các hội thảo là trực tiếp của IDP là vào tháng 5 và một buổi networking ở một sự kiện networking vào tháng 5 là sẽ diễn ra trực tiếp, còn một buổi cũng sẽ là hội thảo trực tuyến tương tự như hôm nay thì sẽ là hướng dẫn các bước trước khi lên đường là vào tháng 6 ạ. Rất là cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Em sẽ xin phép là dừng buổi chia sẻ của mình ở đây ngày hôm nay ạ.